số điều tổng thể về dự án P4 của BKV. Thế rồi sau đó thì rất là muốn là các anh các chị có thể tham gia. Đây là như một cái buổi tọa đàm. Đấy, và chúng ta có thể trao đổi rất là open, rất là thoải mái tất cả mọi vấn đề. Như nãy tôi nói với anh Phước là tất tần tật mọi thứ. Đấy, thì tinh thần là như vậy. Thế trước tiên thì Quảng sẽ chia sẻ về cái dự án Bphone. Ngay từ những ngày đầu tiên Quảng tham gia vào lĩnh vực về công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, thì đầu tiên nó là cái đam mê cá nhân của mình. Nhưng bắt đầu từ phần mềm diệt virus BKV miễn phí, ở đây cũng có nhiều anh chị cũng đã theo dõi từ cách đây phải trên dưới 20 năm, là Quảng làm miễn phí phần mềm diệt virus, bởi vì thấy rằng là virus máy tính nó xuất hiện đối với các máy tính. Thế thì mình là người làm công nghệ, mình nghiên cứu nó, và khi nghiên cứu xong thì mình thấy là mình cần phải làm một cái phần mềm để diệt virus rất đơn giản như vậy. Thế thì nó như một cái cơ duyên khi mình làm như thế và mình cung cấp miễn phí ra. Quảng nhớ là ngày đấy còn để đưa cái phần mềm diệt virus vào trong Sài Gòn này thì Quảng thường qua PC World, Quảng copy tức là chuyển cho PC World một phiên bản, sau đó thì mọi người đến PC World và hình như là 8-9 năm kỳ khởi nghĩa nữa. Là có hai nơi như thế để bắt đầu sau đó thì mọi người đến đấy để đem những cái đĩa mềm, nó copy phần mềm diệt virus về để sử dụng. Thế thì nó như một cái cơ duyên đấy, thì mình cứ làm như vậy và mình thấy rất là hứng thú với những cái công việc như vậy, nó mang tính chất xã hội và nó đúng với cái đam mê với cái năng lực của mình. Thế và sau đó thì Quảng làm miễn phí cái phần mềm đó trong 10 năm, đến năm 1995 đến năm 2005. Thì thấy rằng là một mình làm là không thể nào phát triển nó hơn lên được nữa, bởi vì mọi người khắp mọi nơi đấy, hôm trước các bạn còn tìm ra một cái giao diện phần mềm ở trên đấy, vẫn có số điện thoại di động của Quảng hiện nay là ở trên đấy. Thế là ai có vấn đề nào virus là cứ gọi, thế là Quảng trả lời, sau đó kéo thêm một số bạn nữa tham gia. Thế và cứ như vậy đến năm 2005 thì thấy nó quá tải, một mình không thể và cái nhóm của mình cũng không thể nào có thể làm xuể. Thế mình mới chăn trở, thế làm thế nào để có thể nó phát triển tốt đây. Thì lúc đấy bắt đầu Quảng mình nghĩ đến cái chuyện những cái nó lớn hơn là bây giờ muốn phát triển nó một cách bền vững, một cách bài bản, một cách bền vững thì mình phải thương mại hóa nó. Thế và sau đó thì năm 2005 thì BKV quyết định là thương mại hóa phần mềm. Đấy thì Quảng nói một chút như vậy. Thì nhưng 10 năm làm miễn phí BKV thì cho mình một cái niềm đam mê và có một cái khát vọng rằng là rõ ràng người Việt Nam có thể làm những cái sản phẩm cạnh tranh với những cái sản phẩm, những cái công nghệ hàng đầu thế giới của những cái hãng có tên tuổi trên thế giới. Đấy, và kể từ đấy thì cái đam mê đấy nó vẫn theo Quảng đến ngày hôm nay. Nó hơi dài dòng một chút, chưa dính dáng đến cái dự án Bphone Quảng nói ban đầu. Thế nhưng bắt đầu của nó là từ như vậy. Thế thì qua quá trình làm phần mềm diệt virus và xây dựng cái lĩnh vực an ninh mạng cho BKV và cũng như là cung cấp cho xã hội nói chung, thì Quảng thấy rằng là năng lực của người Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ là rất là tốt. Nếu mình biết tổ chức thì người Việt Nam có thể làm ra những sản phẩm hàng đầu thế giới. Nói đây Quảng phải nói giảm xuống một chút bởi vì là cũng vì những phát biểu như vậy thì Quảng bị không xong, nó gọi là bị Quảng có một cái biệt danh gọi là Quảng Đồng từ những cái như vậy. Thế nhưng thực sự đấy là một cái khát vọng của Quảng, muốn khẳng định là người Việt Nam, con người Việt Nam có năng lực như vậy thực sự. Ngoài những chuyện làm doanh nghiệp phải kinh doanh để có thể phát triển một cách bền vững, thì một cái khát vọng và Quảng coi, thậm chí coi đấy là một sứ mệnh, là muốn khẳng định rằng người Việt Nam chúng ta có thể làm những điều như vậy. Và Việt Nam không chỉ có thể dùng những cái ví dụ như những tài nguyên thiên nhiên tự có để phát triển, chúng ta thực sự có thể dùng cái trí tuệ, dùng cái tài nguyên về con người để phát triển. Và đặc biệt là đến ngày hôm nay chúng ta càng thấy rõ cái điều đó. Đấy là một cái khát vọng của Quảng, muốn làm như vậy. Làm như vậy để không chỉ BKV phát triển như vậy, Quảng muốn có nhiều doanh nghiệp như vậy cũng có thể có cảm hứng và thấy BKV là một cái ví dụ để thấy rằng là các bạn, các doanh nghiệp khác hay là các bạn trẻ đang khởi nghiệp hiện nay là có thể làm cái điều đó. Đấy, và đấy là tại sao nếu mọi người để ý thì thấy là BKV làm những cái điều thậm chí mọi người cảm thấy nó rất là khác lạ và thậm chí đặt ra những nghi ngờ hay là
có ai đó đứng đằng sau đầu tư hay là có ai đó như thế nào đó đặc biệt và dẫn đến càng ngày càng nghĩ là ông Quảng là nổ là như vậy. Thế thì Quảng có chia sẻ chút như thế về cái tổng thể. Thế bây giờ cụ thể hơn vào cái dự án Payphone 2017. Thế thì vì có một cái khát vọng như vậy và có một cái coi là một sứ mệnh, nó coi những cái việc đó là một sứ mệnh như vậy, thì Quảng thấy cái dự án Payphone, dự án sản xuất smartphone, nó là một cái dự án có thể thể hiện cái điều đó rõ nhất. Bởi vì như là phần mềm an ninh mạng, phần mềm diệt virus và lĩnh vực an ninh mạng, nó là cái thứ nào đó nó không hữu hình, không dễ nắm bắt, không dễ nhìn thấy. Trình độ của BKV trong nội bộ có thể khẳng định là trong top hàng đầu thế giới. Thế nhưng để mọi người cũng biết điều đó để tự tin rằng là Việt Nam có thể làm những cái thứ tương tự như vậy là rất là khó. Đấy, Quảng lại phải nói dài thêm một chút là cái hồi năm 2009 là cái đợt Mỹ và Hàn Quốc ấy, họ các website của Mỹ và Hàn Quốc bị tấn công trong vòng một tuần bị tấn công và họ phải gửi email đi nhờ khắp nơi là xem có thể là giúp khắc phục cái điều đấy không. Thì BKV tham gia cái hiệp hội về ứng cứu sự cố máy tính của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thế thì cũng nhận cái email đó, và nhận email đó thì Quảng vẫn còn nhớ y nguyên là buổi chiều ngày thứ bảy là Quảng đang họp ban giám đốc, họp xong một cái thì ra cùng với cái nhóm an ninh mạng là xử lý ngay cái việc đó. Và cùng với các bạn là mình nhớ là tôi nhớ là sau đó đến khoảng độ 2-3 giờ sáng thì các bạn đã tìm ra một số những cái manh mối đầu tiên. Sau đó Quảng họp với các bạn ấy và quyết định thêm một số cái bước nữa và thấy rằng đấy là một cơ hội để Việt Nam có thể thế giới để giúp cho, tất nhiên mình đấy là công việc của mình rồi, là vấn đề an ninh mạng mình tham gia là tất nhiên, nhưng đấy là một cơ hội để Việt Nam, để thế giới họ có thể biết đến Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng. Thế và đưa ra một cái quyết định là tấn công vào cái website, vào cái server của hacker, và sau đó thì đã biết rõ được hacker như thế nào và chuyển cho các tổ chức khác ở trên thế giới họ xử lý tiếp. Và sau đó thì trong một cuốn sách ở Mỹ người ta đã phát hành thì người ta đã nói là cái vụ việc đấy là cái vụ việc kinh điển của cái an ninh mạng trong cái thời kỳ hiện đại này, và họ thừa nhận cái cách làm đấy là một cách làm đúng, nhưng thực ra nó rất là gây tranh cãi. Các anh các chị cũng biết đấy, đến ngày hôm nay ví dụ như là Mỹ là đã cho phép tấn công vào cái website và server của hacker, bởi vì lĩnh vực an ninh mạng nó rất là khác với lại các lĩnh vực an ninh ở trong các lĩnh vực khác ở trong đời thường. Ở trong đời thường thì cần phải có chat của tòa, có tất cả các thứ vân, nhưng an ninh mạng nó không thể như vậy. Và vài năm sau cái vụ việc đó thì chính phủ Mỹ đã có luật cho phép cái việc đó. Lúc đấy Quảng cũng thực sự rất là suy nghĩ và Quảng nghĩ rằng là riêng lĩnh vực an ninh mạng không có cách nào khác và một cái cơ hội là để thế giới biết đến Việt Nam. Thế thì sau đó là các anh các chị cũng đã biết là có một cái vụ tranh cãi rất là lớn xung quanh cái việc đó của BKV. Thế thì Quảng mới thấy rằng là cái lĩnh vực an ninh mạng đúng là BKV cũng như là người Việt Nam có thể thuộc cái top hàng đầu về năng lực về an ninh mạng, nhưng mọi người không thể cầm nắm thấy nó và thậm chí còn có những cái nghi ngờ nghi hoặc như vậy. Thế thì với dự án Payphone nó cũng là công việc, nhưng Quảng thấy rằng là nó là một cái sản phẩm có thể cầm nắm, nó có thể cầm nắm và nó có thể so sánh trực tiếp với lại những sản phẩm khác. Và Quảng tin rằng là với cái sản phẩm này, với cái dự án smartphone thì người Việt Nam nếu như Quảng thành công, BKV thành công thì người Việt Nam có thể tự tin hơn rằng là chúng ta có thể làm những cái sản phẩm để cạnh tranh với những hàng đầu thế giới, không chỉ để cho oai. Quảng khẳng định như vậy, nó rất thực lòng là Quảng nghĩ rằng là có nhiều doanh nghiệp có thể làm những sản phẩm và không chỉ trong lĩnh vực về smartphone, có thể thậm chí trong nông nghiệp, trong cơ khí, trong lĩnh vực nó sinh học, vân vân, và có cách làm như vậy thì chúng ta vẫn có thể thành công và chúng ta sẽ có một cái cơ hội phát triển. Quảng cứ nghĩ rằng là mọi sự phát triển nó theo hình sim như thế này. Ví dụ như là Hàn Quốc bây giờ rõ ràng chúng ta rất nước Việt Nam chúng ta, tôi nghĩ rằng là mọi người đều rất là muốn là Việt Nam lúc nào đó có thể như đất nước Hàn Quốc hay là như Nhật Bản. Tôi tin rằng trong sâu thẳm mọi người đều nghĩ như vậy và chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Thế thì tôi nghĩ là mọi sự phát triển nó theo hình sim, vậy đến khi Hàn Quốc họ thoái trào thì nước nào sẽ là cái nước thay thế họ ở cái vị trí trong cái top của thế giới đây? Phải chăng là Việt Nam? Và tôi tin tưởng rằng nếu như có cách làm đúng, khai phá cái khả năng của người Việt Nam thì Việt Nam sẽ là cái nước có thể thay thế điều đó. Và
tôi nghĩ rằng là ví dụ trong một cái lĩnh vực rất là nhỏ thôi là sản xuất smartphone như thế này, là phần nào BKV đã có thể chứng minh cái điều đó. Tất nhiên còn đường con đường còn dài, đây mới chỉ là sản phẩm, còn thị trường, còn tất cả các thứ. Và tất nhiên đó cũng là một phần là tại sao là BKV và Quảng có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với các anh các chị, cũng muốn chia sẻ cũng như là muốn nghe các ý kiến từ các anh chị. Đấy thì đấy là cái lời dẫn của Quảng, và rất là mong các anh các chị là có đây coi như là một cái buổi tọa đàm thôi, chúng ta có thể chia sẻ tất cả mọi vấn đề xung quanh cái đề dẫn như vậy. Xin cảm ơn các anh các chị. Thứ nhất là anh Quảng vừa rồi thừa nhận là mình có tấn công cái server của hacker trong cái vụ Hàn Quốc 2009. Bởi vì tôi nghĩ là cái tranh cãi bây giờ tôi còn lưu trong báo chí hồi đấy, trong báo chí tiếng Anh dùng chữ fighting. Hồi đấy thì phải nói là BKV bối rối trong vụ đấy. Người ta đặt vấn đề pháp lý như thế nào mà anh quyền tấn công lại máy chủ của hacker. Có nghĩa là gì? Anh không thể chống tội phạm bằng một hành vi tội phạm. Thế bây giờ thì tôi được nghe nó xác tín lại hơn. Thì tôi thấy là cái vấn đề này liệu với vấn đề hành lang pháp lý bây giờ nó như ở Mỹ thì ok, nhưng mà ở Việt Nam mình liệu hành lang pháp lý này đã được thông thoáng cho vấn đề này hay chưa? Thế thì mà mình công nhận điều này thì liệu nếu mà lại dấy lên một cái đặt vấn đề đấy thì ổn hay không? Tôi hơi băn khoăn của này. Thực ra ngày xưa tôi băn khoăn của này lắm. Nhưng bây giờ như Mỹ thì họ cho phép tấn công, nhưng mà ví dụ ở Việt Nam chúng ta thì sao? Vì BKV mình ở Việt Nam thì liệu sau này có những tình huống mà phải làm một cái hành động tương tự như vậy thì liệu hành lang pháp lý Việt Nam có cho phép hay không? Cái đấy mình cũng nên có cái tư duy vào đó. Tôi xin. Vì cái vấn đề của 8 năm rồi chúng tôi vẫn nhớ như in vụ đấy. Hồi đấy tôi rất ủng hộ cái việc là chúng ta đã làm được một số điều để cho các nước người ta biết. Nhưng rõ ràng cái băn khoăn là cái mà chúng ta phải là để tâm rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Thị. Câu hỏi rất là sâu sắc. Tôi tin là như vậy. Thực sự là các anh chị biết là một trong những nguyên tắc hàng đầu khi các chị ai đã đến thăm BKV sẽ thấy là trong phòng của tất cả các cái thành viên của ban giám đốc và phòng tôi cũng vậy, có một cái câu tôi ghi ngay ở trên cùng ấy, là làm theo luật lệ. Đấy thì tất nhiên là chúng tôi sẽ rất ý thức về vấn đề về luật lệ, luật pháp. Thế thì quả thực là cái vụ này chúng tôi cũng suy nghĩ lắm. Khi đã tìm ra vấn đề thì tôi cũng suy nghĩ lắm, và đấy là quyết định một cách có suy nghĩ, có suy tính. Thứ nhất là tôi thấy rằng đây là một cơ hội rất lớn là để cho thế giới họ biết đến Việt Nam. Thứ hai, trong sâu thẳm về người làm nghề thì tôi hiểu rằng ấy, trong lĩnh vực an ninh mạng thì trước sau cái điều đó sẽ là điều cho phép. Thứ ba là đây là một cái server ở nước ngoài, không phải ở Việt Nam. Ở Việt Nam tôi tin chắc là tuyệt đối đến tận ngày hôm nay tôi không bao giờ làm cái việc đó. Và tất cả nhân viên BKV, kể cả sinh viên đều một nguyên tắc bất di bất dịch là như vậy. Thế và cân đối tất cả những yếu tố đó. Và thêm một cái nữa là chứng cứ để bảo là tấn công vào một cái server nước ngoài như vậy là một cái nào đó nó ở ranh giới. Một cái quyết định nữa là chúng tôi tại thời điểm đó là chấp nhận với những cái cân nhắc như vậy. Đấy là tôi nói rất là thật lòng. Chấp nhận BKV chịu trách nhiệm với cái việc đấy để có cái đạt cái mục đích như vậy. Và tôi nói hết sức thật lòng là để họ biết đến Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng. Và chúng tôi chấp nhận. Và tất nhiên chúng tôi cân nhắc là tiền lệ trên thế giới là chưa có cái cuộc tấn công nào là vi phạm, tức là bị gọi là dính vào pháp luật giống như là những cái vụ trong đời thường. Và tôi tin tưởng rằng là trong tương lai cái điều đó sẽ là hợp pháp. Và thực tế là sau đó thì tôi nói là Mỹ là ví dụ thôi, chứ còn phần lớn các nước phát triển hiện nay đều đã cho phép việc đó. Thậm chí như Mỹ không chỉ là tấn công mạng mà cho phép tấn công bằng vũ khí thông thường nếu như có các cuộc tấn công mạng xảy ra và người ta đánh giá rằng là nó ảnh hưởng đến quyền lợi của nước Mỹ. Đấy, Việt Nam hiện nay thì cái vấn đề này nó chưa rõ ràng.
Và tất nhiên như tôi nói lúc đầu, đối với Việt Nam chúng tôi tuyệt đối là không. Và tôi đã cũng khẳng định là tất cả những điều này là tôi cân nhắc rất kỹ càng dựa vào những cái như tôi vừa những cái hiểu biết của tôi như vậy. Cảm ơn anh Duy. Bí mật được tiết lộ sau 8 năm thì là rất là hay. Cảm ơn anh Duy. Cũng như anh Quảng đã trao đổi lúc nãy thì cái buổi gặp này sẽ mang tính chất rất là open, thì các anh chị có thể trao đổi tất cả những cái vấn đề của anh đúng các rồi, anh chị quan tâm, không chỉ là về Bphone mà về anh mạng hoặc là các thứ các vấn đề gì khác mà các anh chị quan tâm. Mặc dù là chủ đề của hôm nay khi mà em trao đổi là về Bphone là chính, tuy nhiên là mọi người có thể trao đổi open tất cả các vấn đề. Dạ, mời anh Phước ạ. Thật ra thì tôi nghĩ là cái quan tâm nhất trong số bộ nền tảng media này cũng như là giới hoạt động bên ngoài đang chờ đợi đó là về những cái chuyên môn của BKV. Tôi này tôi có ý kiến gì về khi mà BKV xác định BKV là một sản phẩm phân khúc cao cấp và cao cấp, thì cái đó là cái nhà sản xuất có quyền định ra đó. Nhưng cái vấn đề quan trọng tôi nghĩ là thế này, là muốn xác định một cái vị trí một phân của mình trong phân khúc nào đó mà mình là một người lính mới, trong khi nó đang có nhiều cái thương hiệu đã nổi tiếng và nó đã được rồi, thì mình phải làm cái gì nó vượt trội hơn những cái sản phẩm đang có ở trong phân khúc đó, phân khúc giá đó, thì như vậy mình mới chứng tỏ cái thu hút được người khách hàng mua của mình đó. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề của Bphone ở đây là làm sao nó mà khẳng định được mình ở phân khúc cần cao cấp và cao cấp, thì cái cấu hình của mình phải là vượt trội hơn những cái thiết bị đang ở cái phân khúc đó hiện nay trên thị trường, thì cái đó mới là một điều mà thuyết phục được người ta bỏ tiền ra, người ta mua sản phẩm của mình. Cho nên là nếu bây giờ các bạn có theo dõi trong thời gian vừa qua thì rõ ràng là tới Bphone 2017 thì người ta đỡ lên cấn hơn về cái hình thức của cái thiết bị cũng như là cái cấu hình của nó. Nhưng mà vấn đề còn lớn cấn nặng nhất vẫn còn đó là cái giá. Liệu với cái cấu hình đó, với cái kiểu với sản phẩm như thế này, với mức giá đó đã hợp lý hay không so với thị trường? Cho nên nghĩ là cái thành công của Bphone là quyết định là cái mức giá của mình có chính xác hay không, mà tôi nghĩ đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu một bài trên đây anh em nói đùa với nhau giá như là Bphone theo phong thủy thì nó được tính giá là 9.789.000, bây giờ là sao 6.789 cái đó là giá quá đẹp. Mà nếu mà nhiều người nói là nếu cái giá là 6.789 với cái một cấu hình thế này thì quả như là sẽ có rất nhiều người mua sản phẩm này, tại vì thực tế tôi cầm nãy giờ cái sản phẩm này thì tôi thấy rằng tôi rất nghĩ, tại vì nó có những cái mà mình không thể nói được trong cái không có chế trách gì được, tại vì đây là một sản phẩm mới, xác định đây là sản phẩm mới, cho nên nó có những cái mà nó còn ở bước ban đầu thì mình có thể bỏ qua nhiều thứ, nhưng mà nói gì đó là cuối cùng tôi thấy là cái giá nó vẫn còn cái lớn cấn gì đó. Tôi nghĩ là BKV nên có một cái giải pháp nào cho vấn đề này. Và ở đây tôi cũng góp ý một cách rất open luôn, tôi nghĩ rằng BKV về mặt thiết kế, về mặt hiện nay là thế mạnh của mình là về mặt kỹ thuật, về mặt sản xuất. Nhưng mà về mặt tiếp thị hay về mặt quảng bá sản phẩm tôi thấy vẫn còn những cái lớn cấn. Mà tôi nghĩ rằng có lẽ là nên có những cái nhà chuyên nghiệp họ làm cái này cho mình thì nó hay hơn. Vẫn thế bây giờ, ngay cả các công ty lớn, các tập đoàn lớn thế giới hiện nay họ vẫn phải thuê những cái agency bên ngoài để chuyên lo vấn đề là PR, lo vấn tiếp thị dùng cho sản phẩm của họ. Cho nên mình không thể là mình bao quát gọi tất cả các lĩnh vực đâu. Tôi nghĩ rằng nếu mà mình có nhiều cái chương trình nhìn gần, mà tôi nghĩ rằng như tôi nói với anh Quảng lúc nãy là thôi, bây giờ đã xác định đây là cái đam mê của mình, cái sứ mạng của mình, thì mình cứ tiếp tục mình phát triển như thế nào, chúng ta đuổi mình bệnh, mình bỏ cuộc thôi. Nhưng mà còn cái vấn đề là ai nói gì thì mình cố gắng, mình lắng nghe. Nếu cái nào mình có thể vận dụng được, rút kinh nghiệm được thì mình áp dụng để mà hoàn thiện cái sản phẩm của mình, hoàn thiện cái dự án của mình. Chứ còn lại thì nếu mình ngã lòng thì coi như xong, mình không nên giải quyết được cái gì cả. Và anh Quảng đã chọn con đường cực kỳ khó khăn, BKV chọn đường cực kỳ khó khăn, là mình không chỉ là một sản phẩm thương hiệu Việt mà là một sản phẩm mà người Việt Nam làm ra, thì cái đó quá khó khăn. Thay vì hiện nay đa số các nhà sản xuất, mà tôi nói anh Quảng là hiện nay chắc chắn là Việt Nam không có một công ty nào mà sẽ chọn cái hướng đứng đi như này, bởi vì họ hiện nay là cái thời này là thời smartphone đang vào giai đoạn bão hòa. Và như vậy thì rất là khó bán, không còn chạy như ngày xưa nữa đâu, không còn phải hoàng kim ngày xưa. Mà như vậy mình lại mạo hiểm, mình làm cái đầu đi lại từ đầu thì kỳ khó, tại vì đi lại từ đầu thì ý thoát là không thể kiếm sinh lợi dụng được cả. Mà các doanh nghiệp khác họ chọn một cách là họ sử dụng thương hiệu Việt và họ chọn những cái mẫu được tham chiếu có làm sẵn về, rồi họ mông má lại chăm chút xíu vào đó, rồi họ in cái
cái logo mình lên, vậy là họ bán và họ kiếm lời nhanh chóng, thu hồi vốn nhanh chóng. Còn bây giờ mình làm lại từ đầu, tức là mình phát triển cái smartphone ngay từ đầu thì cực kỳ gian nan. Mà tôi hy vọng là nếu mà cái đam mê thì tôi không nói được chuyện này. Vâng. Có định là giảm giá iPhone 2 không? Nếu giá như hiện nay, lấy một cái vốn nhỏ người ở đây không bán được, người nào sẽ nói bán được đâu? Giá hiện nay không bán được, tôi dám nói thật. Với cái nhìn của tôi tham khảo nhiều người ở đây, rất nhiều anh em báo chí cũng đi làm việc với các kênh bán lẻ nhiều, khó lắm, giá hiện nay cao. Thế thì iPhone đã BAV đã lắng nghe dư luận trong 2 năm qua, nhưng có vẻ thấy lắng nghe đấy. Tôi nghĩ là các bạn nên lắng nghe tới cùng hơn đi. Tới cùng ở đây bây giờ hãy lắng nghe tiếp về vấn đề người ta nói về giá các bạn đang cao. Tôi nghĩ cái vấn đề giá hiện nay, iPhone vừa ra mắt thì được đánh giá rất nhiều yếu tố, có thay đổi rất nhiều, nhưng cái giá hình như chưa có thay đổi. Về cấu hình chip rồi mọi người lên mạng sợ thấy mà, thì có thể so sánh được hết. Thì tôi nghĩ là vấn đề hiện nay anh Quảng có thể nói gì về vấn đề giá hay không, hay là vẫn cứ khư khư ở mức giá như hiện nay? Vâng, cảm ơn anh Phước và anh Quảng. Xin lỗi Nguyễn Tiên Quảng xíu, cho tôi xin tiếp lời hai đồng nghiệp của tôi một xíu. Anh Thị thì anh lại nhìn về của thị trường, nhưng mà tôi hỏi Nguyễn Tiên Quảng này, tại sao lại đưa ra mức giá đó? Điều mà tôi cần suy nghĩ này, tôi cũng không có nghĩ rằng là vì ta mới cho nên là ta phải rón rén. Không, mới thì mới, tay chơi mới, nhưng mà nếu như chúng ta có đồ độc thì chúng ta vẫn có thể là bên gì là hạ thủ cho các đối thủ nổi danh là bao bán trên thị trường được. Nhưng một cái điều kiện tiên quyết đó là gì? Chiêu độc quanh ở đâu? Nhìn vào cái BKAV đó, nhìn vào cái iPhone 2012, đâu là cái điểm khác biệt? Nếu cùng trên một mức giá mà anh iPhone thì BKAV thì hơi chiêu xíu là cấp cao cấp. Thôi thì anh nào mua thêm bổ sung, tôi bù vô 211.000 gửi cho đủ đủ để lên 500 ở cái hạng là cao cấp luôn đi. Đó. Vậy thì là xin mời các bạn trả lời chung là. Về mức giá, về cấu hình đó thì tôi suy nghĩ thế này. Có phải là do năng lực sản xuất của BKV ở năng lực sản xuất của BKV? Về mức giá như thế thì tôi xin hỏi là có phải do năng lực sản xuất iPhone của BKV không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường nếu giá thấp xuống hay không? Bởi vì đến hôm nay để tạo một nhà máy sản xuất điện thoại, nếu như tôi được đi thăm Samsung, tôi được đi thăm một số khác thì tôi thấy nó quá sức đầy đi lớn. Còn với nhà máy của BKV thì nó có sức khiêm tốn. Thì phải chăng là do năng lực sản xuất không đáp ứng, dự báo sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường nếu giá thành thấp xuống, thì nên BKV quyết định là để giá cao hay không? Và nếu mà được kết quả cho biết thêm là về hiện nhà máy và nơi sản xuất của anh đó như thế nào? Tại vì thực ra đợt trước vào BFM1 chỉ có một số anh chị siêu ưu ái mới được đặt chân vào đó. Trong khi tôi với anh Phúc liên lạc với khoa hàng là tụi anh sẽ tự bỏ tiền vé máy bay, tụi anh sẽ tự bút khách sạn, tụi anh sẽ tự đón khách xe đến ngay cổng để được đi vào, khoa hàng quyết tâm không cho. Cảm ơn. Hiện tại anh Thủy, anh Phước, anh Phúc và anh Tấn Ba thì là đều quan tâm đến vấn đề về giá và về phân khúc của BFone, thì anh Quảng sẽ vâng. Đó, các anh chị thấy không, đấy là tại sao là Quảng là tổ chức cái buổi hôm nay. Rất là thú vị, rất là hay. Thì Quảng xin chia sẻ như này thì đấy, và Quảng muốn là nó là nội bộ là như vậy để các chị có thể hiểu hơn về cái cách nghĩ, cách làm của BKV. Thế thì như này, tại sao tức là Quảng có thể cứ trả lời chung, lát nữa thì sẽ xem còn cái nào chưa ấy, Quảng sẽ giả soát thêm.
Thế thì tại sao lại Quảng lại đặt ngay Bphone 2017 là ở phân khúc cất cao cấp, còn thậm chí như là Bphone 2017 là ở phân khúc cao cấp. Đấy, tức là lúc đó các anh chỉ để ý là Bphone 2015 ấy là nói luôn là sản phẩm cao cấp, và những giá thì thực ra mức giá cũng là cận cao cấp bởi vì nó trên dưới 10 triệu. Đấy, còn lần này thì BKV đã phân tích rất là kỹ sau khi nghe ngóng tất cả mọi thứ mọi người phản hồi. Đấy, và sau 2 năm ra sản phẩm thì và nói đưa các chị chắc là cũng thấy rất rõ trong buổi ra mắt thì BKV định vị rất rõ, nói rất rõ là cận cao cấp, giá cận cao cấp và sản phẩm cao cấp. Thế thì Quảng xin giải thích như thế này. Như vừa nãy thì Bphone nó là một cái khát vọng của BKV là để Việt Nam có một ngành sản xuất smartphone do người Việt Nam làm chủ. Và cụ thể hơn nữa, trong hôm ra mắt thì Quảng không nói đầy đủ, nhưng cụ thể thực sự trong thâm của Quảng và BKV muốn nó sẽ là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất smartphone. Buổi nay thì chia sẻ rất là nội bộ, đây thì Quảng có thể nói như vậy, không sợ bị nói là nổ. Vì buổi nay để làm rất là thoải mái về rõ về những việc đó. Cứ tới đây rồi. Đó, thế thì đấy là cái khát vọng, cái tầm nhìn của BKV về lĩnh vực này là như vậy. Đấy là cái tầm nhìn của BKV là như vậy. Thế thì Quảng có đặt ra một câu hỏi, Quảng cũng chia sẻ, thực ra cũng không nhiều người. Một số người nói khi nói chuyện vì gần đây Quảng cũng không rất là ít tiếp xúc với bên ngoài, chỉ có làm việc ở công ty thôi từ sáng đến tối. Thế thì có một số khi nói chuyện cũng có đặt câu hỏi này thì Quảng có nói. Bây giờ Quảng hỏi ngược những người hỏi là thế bây giờ nhá, bạn muốn là ở đây cái tầm nhìn của chúng tôi như vậy, cái khát vọng của chúng tôi như vậy, thế bây giờ bạn muốn là sau này Việt Nam sẽ có một cái thương hiệu về công nghệ, một cái tập đoàn công nghệ là giống như kiểu như là Samsung, Apple, hay các bạn muốn một cái thương hiệu giống như là Xiaomi của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng người bạn đó và chắc anh chị cũng đều trả lời là nếu muốn. Đây còn chúng ta tôi nói là nếu muốn thì tôi tin rằng là các anh chị cũng vậy và tôi cũng thế. Nếu muốn thì sẽ muốn một cái thương hiệu như là Samsung hay Apple và của Việt Nam. Và tôi đang nghĩ rằng chúng ta để đón đầu cái hành trình sắp tới thì phải, tôi tin là phải như vậy thì mới có thể đón cái hành trình đó. Đấy là cái tâm sự rất là thật của trong sâu thẳm của tôi suy nghĩ là như vậy. Tôi có thể lựa chọn dễ dàng là đưa làm một cái Bphone phiên bản 2017 này. Các anh các chị thấy nói thật là tôi cũng bầm dập sau cái Bphone 2015. Đấy là chia sẻ hết sức là thật là như vậy. Thì tôi không cớ nào tôi không hết sức là kỹ càng để đưa ra. Và nếu nói một cách thông thường, nếu một cách thường thì tôi sẽ dễ dàng chọn là làm một cái sản phẩm giá nó dễ chấp nhận như mọi người muốn, như là trên các diễn đàn các bạn cũng nói rất là nhiều. Tôi có thể dễ dàng như vậy và với một cái trình độ sản xuất tôi tự tin nói như vậy. Chúng tôi không có, thực sự đến ngày hôm nay chúng tôi không có ngại bất kỳ một cái hãng nào trên thế giới về cái trình độ sản xuất, cả phần mềm và phần cứng. Về nghiên cứu nó nữa, chúng ta có thể chia sẻ hơn về nghiên cứu, mọi người có thể chưa thấy nhiều, tôi có thể chia sẻ rất nhiều về nghiên cứu, có tất cả mọi thứ như các hãng và chúng ta rất có lợi thế. Thì ý tôi nói rằng là chúng tôi có thể làm tất cả như các hãng khác, Samsung làm thế nào, Apple làm thế nào, chúng tôi có thể làm. Thế tại sao không làm như vậy? Tôi có thể dễ dàng mọi người chấp nhận ngay. Đấy, vừa nãy tôi có đặt câu hỏi là muốn như thế nào, rõ ràng chúng tôi muốn sau này Việt Nam có thể là BKV hoặc là một doanh nghiệp nào khác làm theo cách như vậy và thành công, để Việt Nam sẽ có một cái doanh nghiệp giống như là Samsung hay là Apple. Đấy. Để như vậy thì bây giờ nếu tôi làm một cái sản phẩm với mức giá để cạnh tranh với lại những sản phẩm của Trung Quốc đang rất là nhiều ở thị trường Việt Nam, tôi có thể có ngay doanh số, có ngay sự thành công nhất định nào đó. Tôi chắc chắn là như vậy và tôi rất nhiều người cũng nói với tôi là như vậy, làm như thế chắc chắn ngay. Và tôi tin rằng các anh chị ở đây cũng nhiều người cũng có cái cảm nhận như vậy. Đấy. Thế thì rất dễ dàng như vậy, nhưng chúng tôi sẽ bị gắn chặt với là thương hiệu giá rẻ. Ok, thương hiệu giá rẻ nhưng thành công lớn xong là với tâm huyết của chúng tôi nhá, thì một góp phần nào cho Việt Nam có thể trở thành cái nước phát triển bằng khoa công nghệ, bằng chất xám.
không sử dụng về tài nguyên thiên nhiên thì cũng ok thôi. Nhưng chúng tôi đã phân tích rất kỹ, thị trường Việt Nam không thể nếu làm kiểu như vậy. Thị trường Trung Quốc họ có 1 tỷ dân thì có thể có một cái anh Xiaomi như vậy đấy, nhưng đấy là trường hợp đặc biệt. Ok, tôi có thể như thế, BKV có thể phát triển, thậm chí phát triển rất tốt, nhưng Việt Nam sẽ không có một cái thương hiệu kiểu như Samsung hay Apple như tôi nói vừa nãy, bởi vì cái thương hiệu nó sẽ gắn chặt với mình. Các anh chị ở đây chắc chắn là nhiều anh chị cũng rất là hiểu cái điều đó. Khi mình đưa ra như vậy thì thứ nhất là mọi người sẽ nghĩ ngay là mình, thứ nhất về mặt khoa học, năng lực và công nghệ sản xuất là mình kém hơn các hãng hàng đầu như tôi đang hướng tới. Thứ hai là gắn chặt với lại mức tức là cái định vị thương hiệu. Ngoài ra nữa thì những người mua sản phẩm, tôi không muốn không phân biệt là ai mua sản phẩm đắt hay rẻ, là phân biệt con người. Tôi thế thôi, tôi vừa tốt nghiệp hay là tôi lúc là sinh viên tôi không có tiền, tôi sẽ mua những sản phẩm với mức giá phù hợp với cái tiền của tôi có. Ví dụ các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn sẽ không có tiền để mua cái Bayphone giá 9.789.000 thì các bạn tất nhiên sẽ muốn cái mức giá tốt hơn. Tôi không muốn phân biệt là sinh viên thế này thì thế kia, nhưng những lúc đó các bạn ấy còn là thu nhập thấp, các bạn kinh nghiệm chưa có nhiều, kể cả hiểu biết sau tất cả thứ chưa có nhiều, thì các bạn ấy sẽ là đại diện cho cái sản phẩm của tôi, đại diện cho cái thương hiệu của tôi nếu tôi ra một cái sản phẩm ở phân khúc đó, tại thời điểm đó, tại lúc đó. Thì đây tôi nói rất là chia sẻ rất là thật, thực ra tôi không nên chia sẻ về đấy, cái đấy là trong kinh doanh, nhưng bởi vì nãy đã nói là nói tất tần tật, cho nên là đấy là về mặt tâm lý, đấy về mặt tâm lý. Các anh chị suy nghĩ kỹ sẽ thấy một cái vấn đề là như vậy. Tôi không muốn nói rằng là các bạn thu nhập thấp hay là chưa có thu nhập cao thì sẽ này kia, nhưng rõ ràng nó là đại diện cho việc đó. Như Xiaomi họ đang bị, các anh các chị có thể để ý, như Xiaomi họ đang bị gắn chặt với việc đó. Đến khi họ muốn có ra những cái sản phẩm ở phân khúc cao hơn, không phải để lợi nhuận đâu, là phân khúc cao hơn để cho những người phân khúc cao hơn, nhưng sẽ bị những cái người mua ở phân khúc thấp hơn đó người ta phản ứng. Và Xiaomi đang bị, tôi nghĩ rằng đang bị mắc ở cái đó. Và tôi đã biết trước về đó, và thực tế gần đây chúng ta đã đang thấy cái điều như vậy, sẽ bị mắc và không thể gỡ ra đó. Còn tôi nói như vậy thì tôi cũng trả lời luôn, cái khát vọng của chúng tôi là tất cả mọi người ra ngoài đường, đến tất cả mọi nơi, ví dụ trong phòng họp này, không phải là mọi người, không phải mọi người đang dùng sản phẩm của Samsung hay là của Apple, lúc đó phải là sản phẩm Bayphone của Việt Nam, đấy là cái chúng tôi phấn đấu tới như vậy. Hay là đến các trường học, các em sinh viên, các bạn sinh viên, các bạn hay là ở các khu công nghiệp, các bạn công nhân cũng vậy, chúng tôi muốn như thế, chứ chắc chắn là như vậy, khát vọng của tôi là như vậy. Thậm chí hiện nay chúng tôi chấp nhận để các bạn ấy gọi là ném đá, chấp nhận như vậy. Thì cái cách của chúng tôi là chúng tôi sẽ ra phiên bản cận cao cấp như thế này. Nếu chúng tôi thành công thì chúng tôi, thực ra chẳng phải nếu, tôi cũng chia sẻ luôn là chúng tôi đang song song làm một cái phiên bản nữa với mức giá ở phân khúc tầm trung. Và với cái mức giá như vậy thì các bạn tức là nó sẽ thỏa mãn tất cả những cái như mọi người nói. Hay nói khác là chúng tôi định vị là từ phân khúc cận cao cấp chúng tôi có thể mở rộng ra phân khúc cao cấp. Chúng tôi có thể mở rộng ra phân khúc tầm trung. Và cái với cách đó thì nó bền vững hơn, nó chắc chắn hơn là để Việt Nam có thể có cái thương hiệu như kiểu Samsung hay là Apple. Thay vì là tôi làm luôn ngay từ đầu, với cá nhân tôi hay là BKV có thể thành công ngay, có thể có ngay doanh số, có thể mọi người sẽ thậm chí là gọi là sẽ tung hô là Việt Nam có thể làm cái đấy cạnh tranh rất là tốt cái kia ở phân khúc đấy, nhưng tôi sẽ khó khăn, rất khó khăn để tôi có thể cạnh tranh với các hãng đó. Tôi không nói là để tôi có lợi nhuận ở cái phân khúc này ở phân khúc kia đấy, thì cái đấy là tôi muốn chia sẻ với các anh các chị về cái tại sao là BKV chọn cái cách như vậy. Thế còn tôi cũng khẳng định là cấu hình của Bayphone 2017 rất xứng đáng với cái cận cao cấp. Bởi vì ngay từ sâu thẳm đây, tất cả chúng tôi là những người làm đây, là tâm huyết hướng nó tới là một sản phẩm cao cấp flagship. Nhưng vì suy nghĩ cân nhắc tất cả mọi thứ về thị trường thì chúng tôi chỉ là thay cái con chip bằng cái con chip khác thôi. Còn mọi thứ chúng tôi phấn đấu, chúng tôi làm để trau chuốt cho nó tất cả mọi thứ. Đấy là sự trau chuốt của một nhà sản xuất với một sản phẩm flagship. Đấy. Nhưng thị trường thì lại thực ra có một cái rất nhiều người lại đang nhìn theo là con chip để đánh giá cái sản phẩm. Nếu con chip cắt hết tất cả thì ok. Đấy, nhưng đây tâm huyết của tôi là vậy, và định hướng của tôi là như vậy, là nó một sản phẩm thực sự là xứng đáng là một sản phẩm cận cao cấp. Hay như tôi nói là
sản phẩm cao cấp nhưng điều chỉnh một số cái để cho nó tương thích với mức giá là cận cao cấp. Đấy. Thế thì và chúng tôi đang làm hy vọng là trong vài tháng tới thì chúng tôi sẽ có một cái phiên bản ở phân khúc tầm trung. Vâng, đấy thì anh Phước nãy có đề cập đến là vâng đúng rồi. Đấy thì là cái vậy, như vậy thì vừa xong thì tôi có nói đến là cái đấy là cách làm, đấy là biện pháp của BKV. Chúng tôi sẽ có các bước. Đầu tiên, phiên bản BPhone 2017 cận cao cấp này là tôi chinh phục người Việt Nam cái đã. Chinh phục là mọi người tin rằng là BKV hay là người Việt Nam có thể làm một cái sản phẩm như thế này, có thể làm một cái sản phẩm như này và là thật, chứ không phải là Trung Quốc hay đâu ở đây cả. Nhưng các anh chị cũng có thể đọc một số các cái thông tin chúng tôi đưa ra ấy, là ở trong này số linh kiện của Trung Quốc chỉ chiếm 0.9% thôi, và tôi tin rằng là thậm chí là một trong những chiếc smartphone có cái thành phần linh kiện của Trung Quốc thấp nhất trên thế giới, chắc chắn là như vậy. Cái này là anh chị hiện nay có thể mổ nó ra để thấy cái điều đó. Và mục đích của chúng tôi là chinh phục cái đã. Chúng tôi chưa đặt nặng là doanh số nó nhiều hay ít, với cái mục đích tôi nói lúc trước là để chinh phục, để mọi người tin là chúng ta có thể làm, chúng ta có thể làm một cái thứ nó hiện đại, nó cao cấp, mà không tức là có thể so sánh bất kỳ sản phẩm nào ở trên thế giới. Còn bảo chúng tôi có thể thay con chip này bằng con chip lớn nhất, mới nhất ở trên thế giới không? Có, thực tế là chúng tôi đã có một phiên bản BPhone 2017 Gold là nó sử dụng con chip có thể nói là hiện tới hôm nay có lẽ nó vẫn là cái con chip tốt nhất ở trên thế giới. Đấy, chúng tôi đấy là về năng lực chúng tôi có thể. Đấy, nhưng với cân nhắc về cái chiến lược đấy, như tôi vừa nói vừa nãy thì chúng tôi lựa chọn như vậy. Và tại sao nó là phù hợp với giá? Cũng chia sẻ rất thật với các chị, với giá bán là 9.789 này ấy, là với cái mức độ số lượng, và chúng tôi chắc là số lượng chúng tôi như chúng tôi đang làm hiện nay là hiện nay chúng tôi đang phải bổ lỗ, đấy là lời khẳng định chắc chắn bằng danh dự, tôi không hề nói quá, bằng danh dự, thậm chí là nó quá nhiều triệu cho một cái sản phẩm này đấy. Nhưng với cái khát vọng, với cái tầm nhìn như tôi nói vừa lúc nãy thì chúng tôi sẵn sàng, bởi vì thực ra mỗi một máy bán ra này nó bị lỗ như vậy không đáng nhiều so với cả một cái quá trình chúng tôi làm BPhone là cách đây như đến nay là đã gần 8 năm rồi đấy. Từ năm 2009 là chúng tôi bắt đầu, thì nếu nói về đầu tư về thì nó không đáng là bao. Tôi cũng không bảo là mọi người cứ mua như thế thì hóa ra càng mua nhiều ông quảng càng lỗ, không phải, nó không đáng kể so với tôi đã đầu tư 8 năm này. Cho nên là đấy là trong kế hoạch của chúng tôi chỉ cần là để chinh phục người Việt Nam thôi cái đã. Đấy, như các chị cũng có thể thấy trên các diễn đàn các thứ, còn rất nhiều thứ đấy, để chinh phục nó là vô cùng khó. Hôm nay tôi thấy là đã dễ thở hơn rồi đấy, nhưng vẫn còn gian khổ lắm, tôi tin là như vậy, và chúng tôi sẵn sàng. Nhưng tôi cũng không phải là chúng tôi không phải là hời hợt đến độ là cứ vậy thì càng mua nhiều thì càng tệ hay sao. Không phải, BPhone 2017 này nếu số lượng đủ lớn, vài chục nghìn sản phẩm, thì nó đã có thể tự nó nuôi sống nó. Tất nhiên là mức giá này chúng tôi đặt ra là như vậy. Vậy để khẳng định rằng là nó là mức giá đúng với thị trường, chứ tôi không phải làm một cái thứ nào đó lại quá kỳ dị. Có thể suy nghĩ của tôi, chúng tôi có thể là kỳ dị, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng chúng tôi hết sức thực tế, nếu số lượng đủ lớn thì nó vẫn đủ để như bao nhiêu sản phẩm khác có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường. Nhưng với mức độ chúng tôi đã sẵn sàng ngay từ lúc đưa ra, chúng tôi không kỳ vọng là nó đạt cái mức độ để nó có thể là tự nó phát triển, tự nó có lãi. Đấy, chúng tôi sẵn sàng với mức là nó không đến mức độ đấy và chấp nhận bù lỗ nữa. Đấy thì tôi nói thế thì nó rõ hơn qua câu hỏi của anh Phước và các anh. Đấy, vậy thì chúng tôi đã chia ra các bước. Đầu tiên là chinh phục niềm tin, đây tôi gọi là chinh phục niềm tin của người Việt Nam cái đã. Đến hôm nay nó đỡ hơn nhưng nó chưa thực sự đầy đủ, nhưng nó là trong cái quá trình như vậy. Sau khi đã chinh phục xong thì chúng tôi sẽ mở rộng. Mọi người đã tin là BKV và Việt Nam có thể làm như vậy, không phải là nhập từ Trung Quốc, có thể tự hào về điều đó, thì chúng tôi mở rộng và chúng tôi đang làm điều đó, mở rộng ra phân khúc cao cấp và phân khúc tầm trung, để nhiều người Việt Nam, là như định hướng của chúng tôi là mọi người Việt Nam có thể dùng sản phẩm của Việt Nam. Và tất nhiên khi tôi đã có điều đó thì tôi có một cái nền tảng vững chắc để tôi đưa ra thị trường toàn cầu.
tôi không ngây thơ để bảo là đưa luôn ngay lập tức là thành công trên trường toàn cầu. Các anh chị cũng có thể điểm ấy, thì tôi chưa thấy một bất kỳ một cái thương hiệu nào thành công ở trên toàn cầu lại thành công ở một cái lại chưa thành công ở thị trường nội địa. Ngay như Apple thôi, họ chắc chắn dựa vào thị trường nội địa của Mỹ rất nhiều. Những ngày đầu tiên Apple họ bán cho các nhà mạng và họ thành công rực rỡ ở các nhà mạng, sau đó mới ra cả thế giới. Hay Samsung cũng vậy, không ở Hàn Quốc họ không thể ra toàn cầu. Và đấy là triết lý, chúng tôi khẳng định như vậy, chúng tôi phải thành công ở thị trường trong nước cái đã. Cho dù chúng tôi có cái sản phẩm này, chúng tôi không ngại về mặt sản phẩm, nhưng rõ ràng bệ đỡ vẫn là thị trường trong nước, vẫn là cái nhà của mình trước. Đấy là cái kế hoạch của chúng tôi, đầu tiên là chinh phục niềm tin của người Việt Nam, sau đó mở rộng nó ra ở các phân khúc, và sau đó là sẽ mở rộng nó ra thị trường toàn cầu để đạt cái mục đích ở Việt Nam chúng ta có cái thương hiệu như kiểu Samsung hay là Apple. Và tôi cũng chia sẻ thêm nữa là nếu mình không có đủ năng lực thì mình cũng không thể chọn cách đó, nhưng chúng tôi tự tin là đủ năng lực để có thể chọn cái cách khó đó. Nếu không đủ năng lực thì có thể chọn cách dễ hơn như là làm giá rẻ, nhưng tôi tin rằng thành công nó chỉ ở mức vừa phải nào đó, và đấy là không phải là cách chúng tôi chọn. Còn một ý của anh Thắng Ba về năng lực sản xuất nữa. Vâng, đây còn nhiều, tôi ghi hết rồi. Ý anh Phước còn một cái nữa là về quảng bá vật và tiếp thị. Rất là cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi anh Phước cũng như mọi người chia sẻ với BKV và muốn BKV có thể làm tốt hơn, làm thành công. Và tôi tin là như vậy. Thực sự cái đây cũng là vấn đề tôi trăn trở. Cái này tôi xin chia sẻ với các anh chị như thế này. Tôi là người hết sức thực tế. Thực ra là đôi lúc cũng lãng mạn, rất là lãng mạn. Ví dụ làm cái này tôi cũng nghĩ mình lãng mạn. Thực sự là như vậy. Những ngày đầu, đặc biệt những ngày đầu thì tôi lúc đấy là BKV là chưa biết cái nào về smartphone cả. Và sau này mình nghĩ là mình quá lãng mạn. Bởi vì nó không hề đơn giản. Để bằng từ cơ khí, rồi điện tử, rồi phần mềm, rồi kinh doanh, marketing, tiếp thị, tất cả thứ. Tôi nghĩ là nó đều là những thứ hàng đầu thì mới có thể làm, và phải làm thật tốt thì mới có thể tham gia vào cái này. Tôi cũng chưa nói là chúng tôi thành công hay là chắc chắn thành công đâu. Đấy, nhưng là đúng là như vậy. Đôi khi tôi là người lãng mạn, nhưng tôi cũng là người hết sức là thực tế. Nếu anh các chị theo dõi cái quá trình BKV để ra sản phẩm, các thứ là rất là thực tế, kể cả như thế này. Thế thì vì là người thực tế nên tôi thấy cái nào hiệu quả cho cái tầm nhìn, cho cái hướng của mình thì tôi làm. Tôi sẽ chia sẻ là cái quá trình chúng tôi tham gia vào phần cứng cách đây hơn 10 năm, vào khoảng năm 2003 hay 2004, tức là đến nay đã hơn 10 năm rồi. Đấy là 14 năm rồi. Chúng tôi bắt đầu tham gia vào lĩnh phần cứng và có lẽ là không nhiều người biết điều đó. Thì ngày đó là tôi, ở đây thì tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn, là tôi có một cái chuyến sang Nhật Bản và tôi thấy là người ta dùng các thứ thiết bị tự động, ví dụ vào cái tôi thấy bật đèn lên sáng luôn, tôi thấy mê quá, tôi thấy thích quá. Thế là tôi về tôi bảo là phải làm mấy cái như thế này, bắt đầu từ đấy. Thế sau đó thì BKV làm cái lĩnh vực về nhà thông minh, đấy là những thiết bị tự động. Đầu tiên là từ những thiết bị tự động, các chị có thể thấy các thiết bị tự động ở thị trường Việt Nam nhiều cái có cái nhãn hiệu là Smart Home, đấy là của BKV. Đấy là từ những năm 2003, 2004. Thế thì tôi về tôi làm đầu tư làm. Thế và sau khi đã có sản phẩm, đây là anh Thắng là những người đầu tiên tham gia vào cái mảng đó từ những năm đó. Thế thì ra những sản phẩm đầu tiên thì tôi mới nghĩ rằng cuộc cái này rất là hay, trong tương lai là chắc chắn Việt Nam là rất là hay, rất phát triển tốt đây. Nhưng mình là người không phải người kinh doanh, thế thì mình phải đi kiếm một bạn kinh doanh về để làm kinh doanh này, không thì phí lắm. Nhưng mình kinh doanh thì không biết là nó sẽ như thế nào đây. Cái này rất là tương lai. Đấy, cỡ năm 2003 tôi nghĩ như vậy. Thế và các chị thấy là như này. Sau đó thì tôi có thuê công ty PricewaterhouseCoopers PwC tôi có thuê công ty đó. Nói thật với các anh chị lúc đấy là tôi cũng chỉ mới ra trường mấy năm thôi. Và là người thực tế, cho nên là tôi nghĩ rằng là thường thì phải như thành công như nào đó thì ta mới dám thuê cái công ty săn đầu người như vậy. Thuê bảo các anh chị là săn đầu người cho tôi, là săn cho tôi một cái giám đốc kinh doanh. Đấy, vì tôi quyết là cái này nó rất là, tôi nghĩ là tương lai rất tốt, tôi phải có một người rất tốt để làm cho tôi, thì đẩy cho tôi cái này lên. Thế sau đó các anh chị cho bên PVKC có cung cấp cho tôi một cái shortlist, là lúc đó là tất cả những
tôi nhớ là có 5 anh chị đã từng làm giám đốc kinh doanh của những cái công ty toàn cầu tên tuổi có mặt ở Việt Nam lúc đó, gồm có Honda, có Coca-Cola, có đây tôi gần chính này là hai người lên PVKC để đặt vấn đề đấy, làm đấy lúc ngày đấy anh chính này cũng mới ra trường thôi. Đấy, thế thì sau đó thì họ chọn solid như vậy và cuối cùng tôi chọn một cái anh là tên là anh Thắng, là giám đốc kinh doanh của hãng Nutifood, nói là của Cao của Nhật Bản. Đấy, tức là những cái ngày đấy còn những cái hãng kiểu như thế. Thế và sau đó anh Thắng đi về, anh Thắng cũng rất là nhiệt huyết, rất là nhiệt tình và rất là năng lực để làm. Thế nhưng sau vài tháng thì anh Thắng xin nghỉ rồi, xin nghỉ và tôi cũng xin chia sẻ là trả lương rất là cao bằng tiền đô. Tôi nhớ là lúc đấy tôi trả 2.000 đô và cách đây nó là mười mấy năm trước và tôi không có tiền đấy. Tức là tôi không, lương của tôi cũng không nhiều như thế, chia sẻ rất là thật như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng nó cần phải đấy như vậy và lúc đấy tôi nghĩ rằng cần phải như vậy. Thế và sau đó thì anh ấy xin nghỉ việc và anh ấy nói rằng là anh ấy thấy cũng rất là hay, nhưng là thấy khó về thị trường, chưa có. Đấy, thì sau đó đấy là cái nó giúp, cái nào cũng cần có, tức là không đi thì không có được. Đấy là cái giúp cho tôi nhìn nhận ra rằng tôi là người hay suy nghĩ rất là triết lý, tôi thực sự là như vậy. Cái nào tôi cũng suy nghĩ xem triết lý của nó ở đâu. Chúng tôi có cái, tôi có một cái câu trong công ty cũng ghi ở trên các bức tường là không ra bản chất thì không tận gốc vấn đề. Thì tôi có phân tích, tôi suy ngẫm cái việc đó và tôi rút ra là thôi cái này không có cách nào khác, phải mình làm thôi. Bởi vì tôi có thể thuê những người hàng đầu về kinh doanh như vậy, nhưng họ không có thực sự cái niềm đam mê, cái tình yêu với cái sản phẩm, với cái lĩnh vực mình làm như vậy. Rất khó để có thể họ, và thậm chí phải chờ đợi. Đấy, và kết quả là chờ đợi đúng là 10 năm thật để chúng tôi mới bắt đầu đưa cái smart home ra thị trường một cách thực sự. Đấy, sau 10 năm thì chúng tôi mới thực sự đấy, các chị có thấy cái đợt chúng tôi ra mắt cái hệ thống smart home ấy. Đấy, và lúc ấy tôi cũng bị bảo là nổ vì là smart home còn trước cả Microsoft với Apple các thứ ấy. Đó. Thế thì sau đó thì tôi ngẫm ra là phải làm như vậy. Và càng về sau tôi càng ngẫm tôi thấy là nó có một cái vấn đề trong lĩnh vực về công nghệ. Các anh các chị để ý như thế này, các chị cũng nghe câu chuyện của Apple. Câu chuyện của Apple cách đây không, tôi không nhớ bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm đó, chúng ta tôi cũng đọc từ các báo. Cái ông John Sculley. Tôi không biết, tôi nói chuyện với một người. Tôi bảo là ông John Sculley ông về phá tan cái Apple ra. Ông về phá tan cái Apple ra, cho dù lúc trước ông là nếu nhầm là CEO của Coca-Cola, tức là đứng đầu về Pepsi Cola. Đấy, nhưng về Apple rồi phá tan cái Apple ra. Đấy. Và tôi cũng ngẫm thêm nữa, các anh các chị cũng thấy câu chuyện của Microsoft. Microsoft tìm CEO mới, tìm cũng giám đốc kinh doanh ở đây, ở kia, tất cả rất nhiều nơi về, nhưng cuối cùng vẫn phải là ông, vẫn là anh Nadella. Ủa, chị? Nadella. Nadella. Đấy là Hoover hay là Microsoft để Microsoft là anh Nadella đúng không ạ? Microsoft ấy, anh Nadella là một anh sống trong văn hóa của Microsoft, là một dân công nghệ. Đấy, hay là những cái Google cái này thế thôi. Anh Pichai cũng thế, là một dân công nghệ từ gốc của Google. Và các anh các chị chắc chắn điểm qua sẽ thấy các tập đoàn công nghệ hàng đầu thì cũng đều là như vậy. Và cũng giống cái câu chuyện tôi đã chia sẻ lúc nãy. Cái khi tôi nhìn như thế, tôi ngẫm lại cái tôi đã ngẫm và tôi thấy là cái tôi nghĩ là đúng. Đấy, thì tôi muốn chia sẻ là nhiều người, các anh các chị cũng nói là tại sao BKV không thuê công ty này kia. Tôi là người rất là sẵn sàng có các tham, tức là thuê những công ty tham gia hàng đầu, ví dụ Qualcomm cung cấp chip hay là những công ty hàng đầu cung cấp các cái thứ cho chúng tôi rất là sẵn sàng, là những nơi tốt nhất, kể cả là marketing hay truyền thông chúng tôi cũng thuê những agency, nhưng họ sẽ chỉ tham gia vào những cái phần nào đó thôi, chứ họ không thể là đưa ra cái chiến dịch, cái chiến lược cho mình cả. Bởi vì đây không phải là tôi chê họ thế này thế kia, bởi vì họ không có điều kiện để thực sự hiểu cái sản phẩm công nghệ. Đấy, như tôi đã chia sẻ với các tập đoàn hàng trên toàn cầu cũng vậy. Đấy, thì đấy là tại sao. Thì tôi trả lời trong cái khuôn khổ này thì tôi nghĩ là mới có thể trả lời như vậy, chứ còn tôi không nghĩ rằng là có thể trả lời rộng rãi cái điều đó. Mọi người đã rất là có nhiều ý kiến và rất là khó hiểu. Đấy là tại sao là BKV phải là những người làm, mình là tâm huyết với nó, mình hiểu về nó, mình mới biết là mình nên làm như thế nào. Đấy, cũng giống như đấy tôi chia sẻ về chiến lược, tại sao tôi không chọn giá rẻ ngay từ đầu. Đấy, thì đấy là câu hỏi về thuê agency. Còn chọn con đường khó của anh Phước cũng nói, và tôi nghĩ là cũng là một chia sẻ.
thì như tôi đã nói thì đúng là chúng tôi chọn con đường khó để đạt cái mục đích như như tôi đã nói lúc đấy. Tôi chia sẻ thêm một cái nữa. Ở đây các chị cũng có thể làm việc với lại các chuỗi về sản phẩm smartphone. Các chị thấy một ví dụ rất là điển hình đấy, tôi nói Xiaomi thì có thể chúng ta chưa biết rõ lắm, chúng ta chỉ nghe qua những tin tức thôi, nhưng ở Việt Nam là Oppo. Các chị có thể hỏi các chuỗi, các chị thấy là Oppo ấy, họ đang rất là thành công ở cái phân khúc tầm trung, nhưng vừa qua họ bắt đầu đưa những cái sản phẩm ở cao cấp hay là cấp cao cấp ấy, nhưng họ thất bại, gọi là thất bại toàn phần. Và tôi nghe các anh ở các chuỗi nói rằng là nâng lên 300.000 thôi là đã không bán nổi luôn và bị phản ứng phản đối ngay. Thì đấy là câu chuyện về về thương hiệu đấy. Thì tôi chia sẻ thêm nữa để các chị có thể biết thêm, và đấy là tại sao BKV chọn cái cách khó hơn đấy, và cần phải đầu tư nhiều tiền cũng như là công sức hơn, và để có thành công chắc chắn không chỉ cho BKV, và tôi tin rằng là phần nào đó tham gia vào cái quá trình phát triển của đất nước. Đấy là câu của anh Phước và anh Thụy. Anh Thụy thì có hỏi là có giảm giá không, thì chắc là cái vừa nãy thì tôi đã có câu trả lời. Chắc chắn cái chúng tôi sẽ không có giảm giá với phiên bản cấp cao cấp này, nhưng chúng tôi sẽ có phiên bản ở những phân khúc khác, cao cấp và tầm trung trong kế hoạch sắp tới. Anh Thụy cũng hỏi là giá có cao không, thì đấy tôi đã trả lời. Thực sự ngay từ trong tâm huyết chúng tôi, đây là một sản phẩm flagship, nhưng vì BKV mới làm còn nhiều nghi hoặc nên mọi người chưa đánh giá nó thấp thôi, chứ còn tôi tin rằng là 9.789 này là rất rẻ so với một cái sản phẩm 20 mấy triệu hay gần 20 triệu của các hãng khác. Tôi không nói là tất cả về chip của tôi thấp hơn, thế nhưng nếu để dùng hàng ngày, tôi tin rằng ấy là đúng, tôi nói rất thật là rất tới từng đồng. Tôi cũng chia sẻ thêm là mọi chiến dịch của BKV thì tôi có định hướng tất cả các bạn ơi trong ban truyền thông, ban marketing của BKV ấy, mọi thứ phải xuất phát từ thật. Chúng ta tin là như vậy, chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ nói như vậy. Tất nhiên marketing truyền thông thì tôi nói là có thể kéo dài một chút ấy, nhưng nó phải là xuất phát từ sự thật, không bao giờ ngoài sự thật. Cái chất tới từ đồng đấy là tâm huyết của chúng tôi. Chúng tôi ngồi phân tích ở đây, chúng ta hướng như này, hướng này, bây giờ Tùng dùng cái slogan nào cho nó, cho Bphone lúc chúng tôi chuẩn bị đưa ra thị trường, phân tích rất nhiều ngày và bảo mọi người đều bật ra nó là chất tới từ đồng. Đấy là sự thật, tôi chia sẻ thêm cái chiến dịch của chúng tôi, chứ không phải ngồi tịa ra cái đấy, nó không thể ra nếu như nó không có thật đấy. Hay là tôi cũng chia sẻ thêm, như là năm trước ấy, tôi có nói là thật không thể tin nổi. Cái hôm đấy không hề trong kịch bản, nếu ai đó có quay cái buổi tập trượt ấy, không hề có câu đó. Câu đó nó phát ra một cách rất là tự nhiên. Nó phát ra rất là tự nhiên bởi vì chúng tôi có 4 năm để làm. Như tôi đã chia sẻ trên báo chí là 3 năm đầu tiên là không có cái mảnh nào nó chạy cả. Đến khi nó chạy và ra một sản phẩm như thế thì thực sự lúc đấy mình nghĩ là nó ngon lắm. Nhưng đúng là sau đó thấy là nó chưa thật ngon. Đấy, và mình phát ra cái câu đấy là thật. Nó là thật. Và lần này tất nhiên mình có làm nó chuẩn hơn, tôi chắc chắn là như vậy. Anh Thụy hỏi là BKV có lắng nghe chưa? Tôi tin từ nãy giờ nghe thì các chị cũng có thể, chúng tôi thực sự là nghe đến cùng chưa? À, nghe đến cùng không? Chắc chắn nghe đến cùng. Đấy, nãy giờ tôi nói là tôi tin rằng mọi người cũng có thể cảm nhận là tôi nghe đến cùng, chắc chắn. Tôi cũng chia sẻ rất là thật như thế này, vì tôi nghe đến cùng cho nên là hồi năm 2015 tôi đọc tất cả mọi comment trên Facebook, tôi đọc tất cả mọi comment trên diễn đàn, kể cả lần vừa xong các bạn đây bảo là 100 trang trong một đêm tôi đọc hết, trong lúc chờ các bạn ấy làm cái này kia tôi đọc hết. Thế thì tôi cũng chia sẻ rất là thật, năm 2015 vì tôi đọc hết như vậy cho nên là tôi bị stress không thật, nên nói rất là chia sẻ, đến nói cũng chia sẻ rất thật với các anh chị ngày hôm nay là tôi vẫn chưa đọc báo. Tất nhiên là một phần là cũng không có nhiều khoảng thời gian rỗi. Tôi vẫn chưa đọc báo, tôi chỉ đọc các báo công nghệ và diễn đàn thôi. Thực sự là tôi nghỉ stress một năm rồi, tôi không đọc bất kỳ một cái thứ nào cả. Đấy, và cũng đấy là tại sao Bphone 2017 phải 2 năm nó mới ra. Và trong một năm đấy chúng tôi vẫn quyết tâm làm đấy, nhưng các bạn ấy làm và làm xong thì ra một phiên bản là năm 2016, chúng tôi đều rất thật cả. Là tháng mấy định ra mắt này, xong đến tháng 12 là định ra mắt thật. Nhưng sau lúc đấy tôi hồi phục nó đỡ hơn, là tôi mới phân tích và nghe ngóng, nghe đến cùng và phân tích đến cùng, và thấy rằng là thôi mình phải làm một phiên bản khác. Thì chắc anh các chị cũng đã đọc phần nào, làm một phiên bản khác, phải bỏ cái phiên bản đi ngày đấy là dùng chip 821 đấy, và bỏ phiên bản đấy đi để làm ra phiên bản Bphone 2017 này. Đấy, tôi chia sẻ hết rất là thật,
chắc chắn tôi nghe đến cùng. Và đến ngày hôm nay tôi vẫn đọc bất kỳ cái, tôi đọc từng cái comment trên Facebook, hàng nghìn cái tôi đọc hết. Tôi thực sự là người muốn đọc và để xem là mình, để củng cố cho cái suy nghĩ của mình. Thế tôi sẽ tìm ra cái gốc của nó là cái nào. Cấu hình về chip thì anh Thụy hỏi thì tôi cũng đã nói, tôi chắc chắn nó thực sự là xứng đáng. Nếu như mọi người, tôi có bắt mọi người phải tin điều đó, nhưng nó là trong tương lai. Anh Phúc có hỏi là tại sao đưa ra mức giá này thì tôi cũng đã đề cập lúc nãy. Vâng, đây anh Phúc hỏi một nữa là chiêu độc của BKV ở đâu. Tôi nghĩ là chiêu độc của tôi là tôi đưa ra cái ở phân khúc cận cao cấp là cái thứ mọi người không muốn như vậy, nhưng tôi đưa ra như vậy. Đấy, và bởi vì nó trong cái kế hoạch của chúng tôi. Đấy, và nó là tâm huyết chúng tôi làm thực sự. Nó là cao cấp nhưng là chỉ có giảm một chip chúng tôi. Nếu không chơi game quá nặng ấy thì thực sự nó xứng đáng, chúng tôi rất là cao chuốc. Tất nhiên tôi không nói là nó tuyệt hảo, chúng tôi mấy ngày hôm nay vẫn update thường xuyên, vẫn update thường xuyên. Nhưng đấy là đặc thù của lĩnh vực phần mềm của smartphone. Anh Bá Tân thì có hỏi là do năng lực sản xuất không đáp ứng đủ, có đúng không? Câu này cũng đúng, câu này cũng đúng. Khi chọn như vậy thì tất nhiên chúng tôi sẽ không thể là đầu tư để làm cả 100.000 chiếc luôn, vân vân. Với cái cách như vừa đấy, vừa đúng với cái tầm nhìn của mình, cái kế hoạch của mình, nó lại còn tốt với cả cái chuyện là mình sản xuất để mình còn có tiền để mình làm dài hạn nữa chứ. Chứ mình bỏ ra một cách bạc, thực sự đây chúng tôi đã bỏ rất nhiều tiền, nhưng là bỏ nhiều nữa, rất nhiều để bảo là làm mấy trăm nghìn cái và để bán luôn lên thì cũng không thể. Chúng tôi phải làm ở cái mức mình có thể làm tốt. Đấy, và như các anh chị cũng thấy là vừa qua ấy, tuy đã tính toán rất là kỹ như vậy rồi, đấy, nhưng vẫn có một vài cái phát sinh, cho nên là đấy các anh chị thấy là nó có chậm một chút. Tất nhiên thì không như hồi năm 2015. 2015 thì chậm 2 tháng mới bắt đầu có hàng, nhưng đây là chậm đâu 2 ngày hay bao nhiêu ngày thôi. Đấy, 2 ngày thôi. Nên tất nhiên là số lượng nó không nhiều, bởi vì chúng tôi cũng không kỳ vọng cái số lượng nhiều, nhưng là thực tế thì số lượng nó nhiều hơn cái chúng tôi kỳ vọng đấy. Nhưng nó tổng số chúng tôi chưa đặt nặng về số lượng. Anh Tân cũng hỏi là nhà máy của, ví dụ như là nhà máy của Samsung rất là lớn như thế, nhà máy của BKV thì cũng là thêm cái câu hỏi thôi, thì nhỏ bé như thế thì thế nào? Thế thì tôi cũng thấy cái đấy cũng rất là hay để tôi có thể chia sẻ thêm. Thì tôi tin rằng ấy là các chị, nãy giờ tôi nói các anh các chị có thể hình dung thêm là tôi không nghĩ rằng cái nhà máy nó to nó sẽ thể hiện cái công ty đấy nó to như thế nào. Đấy, nó là cái knowledge, nó là cái chiến lược, nó là cái năng lực về công nghệ. Tôi nói ví dụ như thế này, bây giờ tôi chỉ nói thôi, chúng tôi ví dụ thành công bao nhiêu triệu người Việt Nam đến mua sản phẩm này, tôi 1 triệu người thôi, tôi nó không nói phiên bản này nhá, tôi phiên bản tầm trung thôi. Đấy, 1 triệu thôi người mua thì chúng tôi sẽ trả đến 1 triệu, 100.000 người thôi là chúng tôi sẽ có ngay những nhà máy như của Samsung đó. Bởi vì những nhà máy mọi người thường nhìn đấy nó là bề ngoài, chỉ việc là đầu tư các máy CNC và thuê các nhân công, thế là nó sẽ ra những cái nhà máy như vậy. Thế còn cái cốt lõi của nó là cái hệ quy trình, cái hệ thống về nghiên cứu, các kỹ sư. Đấy, và những cái máy cái chứ cái mở rộng quy mô là nó rất là đơn giản. Đấy, đây tôi cũng nói thêm một cái chỗ đấy như này, ví dụ như nhà máy của BKV nhỏ và anh Thụy sau đó bổ sung thêm nhé, nhớ như in là hai cô hàng là quyết tâm là không cho xem. Thế hôm nay là gọi là nói tất tần tật, anh Tấn Ma nói cho anh Thụy bổ sung. Đấy, anh Thụy bổ sung là nhớ như in mà tôi cũng nhớ như in. Ôi, nó khó xử lắm. Hôm nay tôi cũng nói tất tần tật. Tôi chia sẻ với các anh chị như thế này. Rõ ràng ấy là để làm những sản phẩm này nó không phải là ở những nhà máy như vậy. Các anh chị chắc chắn đã đến thăm nhà máy của Samsung, của Huawei đâu đó. Thì các anh chị đấy nhá, là thấy ví dụ như là thậm chí là máy CNC là của đối tác, cũng không phải của Samsung đâu. Samsung là chỉ là ở Việt Nam ấy là cái nhà máy lắp ráp cái thứ thôi. Thế nhà máy lắp ráp thì một cái chỗ lắp ráp đấy đâu có tốn kém đâu. Nếu như có sản lượng đủ lớn thì là cứ bao nhiêu thêm bấy nhiêu vào là có thôi. Đấy, ở Việt Nam mình công ty nước ngoài còn có thể cho thuê những cái diện tích lớn như thế nữa là công ty trong nước. Đấy, thế thì cái đấy là không khó.
Thế thì tôi, thế tại sao là BKV không cho mời mọi người đến thăm nhà máy? À, là bởi vì nhà máy của BKV ấy, như tôi nói là chúng tôi làm từ những năm 2003 mà chúng tôi đã bắt đầu đầu tư vào các máy CNC để và các kỹ sư về thiết kế cơ khí để làm các cái sản phẩm. Và tôi đặt ra các sản phẩm đấy ấy, tôi nói rằng thêm một chút là khi tại sao tôi làm tại sao lại tôi lại tham gia vào cái lĩnh vực làm cơ khí này, cho dù tôi là người làm về phần mềm. Thế thì khi làm cái smart home ấy, thì làm một số sản phẩm smart home thì chúng tôi là đi thuê bên ngoài họ làm cái khung vỏ. Đấy, cụ thể là cái đầu tiên chúng tôi làm là cái van sạc ở trong nhà vệ sinh. Đấy, anh chị đến một số cái nhà hàng sang một chút ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ rất là hay gặp là dùng cái van sạc đấy của smart home. Thậm chí tôi còn bị mọi người thèm biểu thằng này giờ nó lại đi làm cái cho nhà vệ sinh. Đấy là gọi trên một chút như thế. Thế thì lúc đầu làm ấy thì tôi thuê người ta làm cái vỏ nhựa thì tôi thấy là cái này làm như này kém quá, nó quá xấu luôn, nó không đáp ứng cái nhu cầu của mình. Tôi có nói với các bạn như này để các bạn định vị vấn đề là như nào. Đây nhá, xin lỗi, tôi gọi chúng mày xem. Đây nhá, bây giờ ấy là bây giờ nhá, tôi lấy cái sản phẩm này ra, tôi cái này ra, tôi đưa cái này ra đây, đúng rồi, các bạn thấy không? Cái này nhìn phát là người ta bảo đây là cái hàng này là của châu Âu, nhìn cái người ta bảo cái này là của Nhật, nhìn cái này người ta bảo của Trung Quốc, nhìn cái này người ta bảo là của Việt Nam. Thế tôi tin là các anh các chị cũng thế, nhìn một sản phẩm biết ngay là cái này nó xuất xứ ở đâu bằng cái cảm nhận của mình, cái độ tinh xảo, tất cả các thứ đặc thù nó cảm nhận như thế. Rõ ràng Việt Nam chúng ta hay là Trung Quốc ấy, nhìn một cái người ta bảo đây cái này là của Trung Quốc này, đấy, hay là cái này là Việt Nam này. Đấy, nhưng còn khi nói đến Nhật Bản, đây cái này Nhật Bản đấy, chắc chắn là Nhật Bản đấy. Đấy, ví dụ như vậy. Thế tôi có đọc với các bạn đấy nhá, bọn này phải phân, tôi xin lỗi là cái đấy là tôi nói thật với các bạn ở trong nội bộ như vậy. Thế thì bây giờ nhá, bây giờ các bạn thấy không, chúng ta làm sản phẩm này, lúc đấy chúng tôi định hướng là làm sản phẩm để cạnh tranh với Nhật Bản. Đấy, những sản phẩm là người Nhật người ta làm tự động rất là nhiều. Thế là định hướng là sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm của Nhật Bản. Thế thì bây giờ các bạn thấy không, bây giờ sản phẩm này chúng ta làm ra nhá, cứ cho là bằng của họ đi. Thế bây giờ cộng với thương hiệu quốc gia của họ Nhật Bản đây, làm ra đây tôi Việt Nam đây, thương hiệu quốc gia Việt Nam đây. Thế thì bằng đây có làm bằng họ đấy, cộng vào thì mình đã nhỏ hơn rồi. Thế nếu mình chỉ làm bằng họ ấy, thì không bao giờ mình có thể là cạnh tranh nổi họ. Tôi bảo các bạn, bọn mày xin lỗi tôi nói đúng như thế, các bạn phải hơn họ thì mới cộng vào, nó mới bù trừ cho cái kia thì mới có thể có sản phẩm tốt. Tôi định hướng như vậy ngay từ đầu và dẫn đến là sau khi đi thuê về làm các xưởng cơ khí ở Việt Nam, thậm chí tôi là người trực tiếp đây, có cả anh Chính này là trợ lý của tôi ngày đấy, là cùng xuống cái xưởng cơ khí đầu, những cái xưởng cơ khí đầu tiên là xuống để thuê các anh các chị làm xong mấy tháng sau cái ra sản phẩm vẫn không tốt thì tôi vẫn yêu cầu anh ấy làm cho nó tốt hơn. Anh ấy vẫn làm nhưng vợ anh thì không muốn làm nữa, bởi vì mãi chẳng thấy bọn mày ra sản phẩm ra tiền đâu cả. Thế tôi nó xin lại rất thật, tôi phải trong lúc này đang làm việc với cái anh đấy thì tôi phải ra tôi nói chuyện với chị vợ, với Ninh chị để chị gọi là ủng hộ để anh ấy làm nữa. Đấy, nhưng sau cái quá trình đấy thì tôi thấy là ra sản phẩm đầu tiên nhưng tôi thấy là như thế không ổn, vẫn chất lượng nó vẫn chưa đáp ứng như mình muốn. Thế là chúng tôi quyết định là phải đầu tư mình tự làm như thế thôi. Đấy là cái tính cách của tôi cũng như là BKV. Chúng tôi coi mọi cái khó khăn ở Việt Nam là tất yếu khách quan và mình phải vượt qua nó, không có công trông chờ ở đâu, không có kêu ca, không có phải chờ đợi đâu cả. Ví dụ sinh viên thiếu một nhân lực, tôi tuyển sinh viên là tôi đào tạo cơ khí điện tử phần mềm, tôi đều làm thế cả, kể cả truyền thông marketing tôi cũng đào tạo. Đấy, thế bây giờ tôi quay về vấn đề, sau đó chúng tôi mua máy CNC về và chúng tôi làm ra những sản phẩm nó đáp ứng và càng ngày nó càng tốt hơn. Và đấy là tại sao đến ngày nay chúng tôi mới có cái này, chứ không phải đùng một cái vài năm, cho dù là 2015 thì mọi người biết như vậy, đến cũng chả cái công ty nào từ 2015 đến giờ lại có thể làm ra sản phẩm như này. Thực ra chúng tôi đã có quá trình từ năm 2003, tức là đến nay là đã 14 năm rồi. Đấy, thì nó mới có cái này. Đấy, và với cái định hướng là mình phải làm chủ, mình phải làm ra những sản phẩm đẳng cấp, phải hơn của những cái nước mình muốn cạnh tranh, vì thương hiệu quốc gia mình kém hơn. Đấy, thế thì đấy là tại sao chúng tôi có nhà máy. Nhưng cũng chia sẻ hết sức thật với các anh các chị là cái nhà máy đấy chúng tôi chia sẻ hết sức thật, từ những ngày đầu chúng tôi mua về là những máy cũ. Đây, bạn Thắng có thể chia sẻ là những cái máy bao nhiêu tuổi đời, máy của Nhật Bản, máy CNC. 31 năm. Hiện nay ở nhà máy chúng tôi vẫn còn cái máy đó và tôi thực sự rất là cảm xúc với những cái máy đó đến ngày nay. Nó tức là nó đã sử dụng 31 năm rồi và chúng tôi mua máy cũ đấy về, mua ở trong Sài Gòn này, mua ở Hà Nội. Đấy, những cái chiếc máy đó về.
Đấy. Nhưng nó thực sự nó vẫn đáp ứng rất là tốt vì độ chính xác của nó vẫn rất cao, giá lại tốt vì mình là không phải là nhà đầu tư, mình là người làm phần mềm, mình thấy cần phải làm, thế là làm như vậy. Và chúng tôi vẫn dùng những cái máy đó đến thậm chí đến ngày hôm nay. Đấy, tất nhiên để làm ra Bphone này ấy, thì cái những máy đó nó chỉ tham gia cái phần phay thô thôi, còn phần phay tinh là những máy mới rồi. Đấy, thế thì chia sẻ tại sao chúng tôi rất khó xử trong cái việc là mời các anh chị đến, vì các anh chị thường đi thăm nhà máy của Samsung rất là hoành tráng, những máy móc như thế này thế kia. Bây giờ đến đây các anh chị bảo này thì chắc chắn rồi mình không thể đỡ nổi, mình giải thích thao nổi đây khuôn khổ này mình mới có thể giải thích thôi, không thể giải thích nổi. Thế thì chỉ có tệ hơn nếu như là mời mọi người đến thăm. Đấy, chưa kể là đấy là còn rất nhiều những cái khác trong cái lúc mình đang làm đấy, còn hoàn thiện quy trình này kia các thứ, chưa thể là dẫn dắt công nhân mọi thứ như là họ. Đấy, thế đấy là rất là khó xử thực sự với các anh chị. Tôi cũng nhớ đi, không chỉ các anh chị đâu, BKV làm mọi thứ đều rất là từ thật. Đấy, thế thì đấy là tại sao chắc là cũng nhiều anh chị là tại sao BKV cứ dâu diếm để đến nỗi là các phóng viên họ đi quay chụp cái bảo trong sao lại lục sụp thế này trong khi nhà máy Samsung nó thế kia. Đấy, tôi khẳng định các anh chị, bây giờ chúng tôi có đủ sản lượng thì chúng tôi ngày mai thôi là chúng tôi có ngay nhà máy như vậy. Và thậm chí đấy, ngay một đối tác Hàn Quốc ở Việt Nam, người ta có hàng trăm cái máy CNC, người ta sẵn sàng là tham gia vào cái quá trình này. Đấy. Hay là các anh chị cũng thấy, chúng tôi đã chia sẻ cái nhà máy của Meiko là hôm trước tôi đến đấy audit thì là cái hệ thống gọi ấy, nó thực sự là tốt, là tuyệt vời về chất lượng cũng như là quy mô. Thế thì những cái đó là mình có thể thuê, vì họ làm một tiếng đồng hồ đã ra hàng nghìn, hàng chục nghìn cái sản phẩm rồi, và họ làm cho cả thế giới trả lại đầu tư những cái như vậy. Đấy, vì như vậy là lãng phí đầu tư một cái nhà máy như thế, chỉ làm mấy trăm nghìn hay mấy triệu sản phẩm là lãng phí. Họ làm là phải tính theo triệu mét vuông bản mạch mỗi một tháng, vài triệu mét vuông bản mạch một tháng. Đấy, thì không ai, kể cả Apple, Samsung cũng không ai đi đầu tư những nhà máy đấy cả, bởi vì làm xong rồi ngồi chơi, họ làm cho cả thế giới đó. Thế thì chắc là tôi nói quá nhiều rồi, nhưng mà các câu hỏi nó cũng rất là thú vị, thì tôi chia sẻ thế và chắc là thêm các chế trao đổi với mọi người nữa thì chắc tôi nghĩ là nó sẽ rõ hơn. Vâng, xin mời các anh chị ạ. Cái này thoải mái ạ, đúng mình là mọi người chưa nào mọi người chưa chán. Vâng, tôi trả lời ngay. Thực ra nãy thì nếu các anh chị để kỹ thì tôi đã trả lời cái điều này. Tại sao chúng tôi để quy mô vừa phải hiện nay là tôi chắc chắn rằng rất làm thế thôi. Thứ hai nữa là định hướng. Đầu tiên là định hướng chúng tôi là để chinh phục mọi người cái đã, chưa đặt nặng về sản lượng. Vậy chúng tôi chọn cái mức sản lượng nào để mình còn có tiền để mình làm nữa, chứ không phải là đánh canh bạc rồi sau đó thì không có tiền để làm nữa thì cũng dở. Rồi chọn cái mức độ nào vừa phải, và nãy tôi có chia sẻ đã. Và với mức độ đó thì hiện nay nó đang quá, nhưng tôi không nói nó là nhiều nhé, nhưng nó đang quá cái như thế cho dẫn đến là đến hiện nay chúng tôi đang không nhận đơn hàng thêm, và mấy bước nữa thì mới, tức là cuối sang đầu tháng 9 thì bắt đầu mới nhận các đơn hàng thêm. Đấy, thì nhưng anh Thụy hỏi là vậy thì cái vấn đề đó ở đâu, ngoài cái chuyện là cái kế hoạch của mình như vậy, còn thêm nữa là như này, về mức giá nãy tôi đã chia sẻ rồi, là chúng tôi đặt mức giá này ấy, là nếu số lượng nó đủ nhiều thì mức giá này là mức giá thực sự để có thể cạnh tranh trên thị trường, chứ không phải là nó là đắt. Và thậm chí tôi nói nếu cứ theo cái mức chúng ta đặt ra ngay từ đầu ấy, thì chúng tôi phải bù lỗ nhiều triệu ở đây cho một sản phẩm. Nhưng chúng tôi cũng tính là để nếu như thị trường đón nhận tốt, bùng nổ, ví dụ vào dịp cuối năm là dịp mua sắm nó bùng nổ lên với số lượng đủ lớn, thì mức giá này cũng là một mức giá cạnh tranh trên thị trường, nhưng nó không hề là đắt, bởi vì là quy mô sản xuất. Nếu theo quy mô sản xuất tôi áp ra giá thì nó, tôi tin rằng nó phải gấp rưỡi như thế này. Không biết là có thỏa mãn câu hỏi của anh Thụy không? Số lượng đủ nhiều là bao nhiêu? Nó không nhiều lắm đâu, nó tính bằng chục nghìn chứ không tính bằng trăm nghìn. Thì em là xem như họ đầu tư có ba câu hỏi dành cho anh Quảng. Cái thứ nhất là anh chia sẻ là mình sẽ làm một cái sản phẩm tầm trung, thì có thể chia sẻ cái mức giá cụ thể của sản phẩm này, không biết là từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Cái thứ hai như anh nói là tất cả các hàng ngoài đều phải thắng thị phần trong nước trước thì mới ra global được.
Vậy trong chiến lược từ 5 tới 10 năm nữa, BKV dự kiến nó sẽ đặt chiếm bao nhiêu thị phần smartphone ở Việt Nam? Cái thứ ba là có vẻ như là BKV không chỉ là... Dạ vâng. Thì cái thứ ba thì nghĩa là từ năm 2003 anh đã nghiên cứu cái smart device, cái thiết bị thông minh. Thì anh có thể chia sẻ về cái giống như là cái sản phẩm của mình, rồi cái doanh thu hay là cái tỷ trọng của này nó chiếm bao nhiêu cơ cấu doanh thu của BKV? Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Sang đúng không ạ? Vâng. Anh Sang có ba câu hỏi. Thứ nhất là mức giá, thì tôi xin phép là sẽ chia sẻ vào cái gì khác, bởi vì là hiện nay còn đang trong quá trình sản xuất nghiên cứu, thì cái mức giá là nó sẽ có rất là nhiều thứ để mình cân nhắc, cả về chiến lược, cả về giá thành sản xuất ra là như nào nữa. Đó. À, thứ hai ấy, là dự kiến chiếm thị phần như thế nào? 5 đến 10 năm nữa. Thì như tôi đã nói là cái tầm nhìn của BKV, những cái câu hỏi này thì tôi trả lời tức là cái nói rõ hơn về cái tầm nhìn của BKV. Là tầm nhìn của BKV thực sự chúng tôi mong muốn là chúng tôi sẽ là cái nhà sản xuất chiếm thị phần số 1 ở Việt Nam. Tức là nói rất là thật lòng, chúng tôi muốn thay thế Apple và Samsung ở Việt Nam. Chắc chắn là như vậy. Đấy là tôi nói mong muốn và chúng tôi đang làm như thế. Còn trong bao nhiêu năm thì ngay tôi cũng chưa thể trả lời được cái điều đó. Đấy, thì đấy là cái mục tiêu phấn đấu. Tất nhiên tôi có cái mọi cái làm thì tôi đều có cái lượng đấy, nhưng bảo là để nói ra với mọi người hay là một cách rõ ràng thì không, bởi các anh chị biết là nó có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều thứ phải làm đây ngay như buổi hôm nay, hay là các anh chị cũng đã thấy đó. Nhưng đấy là mục tiêu của chúng tôi, và 5 năm hay 10 năm không phải là vấn đề, bởi vì các anh chị cũng đã thấy là đến nay đã là sáng sủa hơn rất nhiều rồi, chứ còn chúng tôi đã làm từ năm 2009 đến nay là đã 8 năm rồi thì chúng tôi không nề hà điều đó. Và tôi tin rằng ấy, là để cho có một cái thương hiệu như vậy, không chỉ cho BKV, cho cả Việt Nam nữa, thì 5 năm hay 10 năm nó không phải là vấn đề. Nói vậy thì nói, tôi cũng tin rằng là trong 10 năm cái điều đấy là có thể. Điều đấy là có thể. Và tôi tin là nó phải ngắn hơn, nó phải không cần phải đến như vậy. Bởi vì như này, tôi có ghi một cái tích nốt ở đây, nhưng mà tôi chưa đề cập đến, tức là tôi có tích nốt một cái là các chị có thể thấy ấy, như là Oppo của Trung Quốc ấy, họ vào Việt Nam đến nay đâu cỡ khoảng 4 năm nào đó thôi, thì là họ đã có thể có chiếm thị phần như vậy, thì không cỡ nào. Tôi tin rằng là với năng lực với sản phẩm của BKV, với cái khát vọng như vậy ấy, thì không cỡ nào chúng tôi lại không thể làm cái điều đó, và tôi nghĩ rằng phải ở cái mức cao hơn, chứ không như tôi đã chia sẻ về cái kế hoạch lúc nãy. Đấy, lĩnh vực này nó cũng rất là khó, nhưng nó nếu có đủ năng lực tôi tin rằng nó cũng không hề khó. Vị trí của các nhà sản xuất trên thế giới cũng thay đổi trong lĩnh vực này. Vấn đề là anh có đủ năng lực hay không thôi. Trước này chúng ta thấy là Apple vẫn là cái anh tương đối vững. Đấy, nếu có đủ năng lực thì vẫn có thể vững, hay thậm chí từ dưới lên cao rất là tốt. Đấy, nhưng nếu không đủ năng lực thì có thể chỉ là một cái hiện tượng thôi. Tôi tin là như vậy. Vâng, nhưng mà cái thứ ba. Câu thứ ba nữa là năm 2003. Thì đến giờ thì smart home là chiếm cơ cấu doanh thu đến thế nào? Như các chị cũng biết ấy, là nhà thông minh nó chúng tôi toàn chọn những cái khó, đúng ngay anh Phước nói từ đầu nữa. Chúng tôi toàn chọn những cái khó. Nhà thông minh cũng vậy. Đó là cái sự lãng mạn của chúng tôi. Nhưng thực sự thị trường về nhà thông minh nó ở Việt Nam nó chưa đủ lớn. Nó chưa đủ lớn, chúng tôi đang khai phá nó. Đấy, thế thì cái cơ cấu doanh thu của nhà thông minh nó chưa phải là một cái thị phần đáng kể đối trong cái cơ cấu của BKV. Thế nhưng các chị cũng có thể thấy là chúng tôi rất tự hào là bây giờ gần phần lớn ở các khu đô thị có những cái biệt thự rất là lớn ấy. Các chị đến đấy thì các chị sẽ gặp một cái hệ thống nhà thông minh của BKV rất nhiều, và cái có thể nói là nó là cái hệ thống nhà thông minh đầy đủ, đúng như chúng tôi nói lúc trước ấy, là như là hệ thống của Microsoft hay là Apple hay là cả Samsung, thế là cũng không có những hệ thống đầy đủ như thế. Có gì thì các chị cũng có thể tìm hiểu cái điều đó. Và chúng tôi vẫn coi đấy là một cái lĩnh vực dài hạn. Chúng tôi quay sang cái đấy coi như làm cái nền tảng, và chúng tôi sẽ đẩy rộng hơn, đẩy mạnh hơn với lĩnh vực smartphone trước, vì nó có thị trường sẵn. Sau đó nó ở một cái mức độ nào đó thì chúng tôi sẽ đã có sẵn
smart home để đẩy lên. Đấy. Thực tế thì chúng tôi cũng sắp tới sẽ ra một cái phiên bản smart home với cái mức giá nó tốt hơn để có thể phổ biến hơn cho rộng rãi hơn. Đấy thì có thể chia sẻ thêm một chút như vậy. Để em cứ chia sẻ được cái mảng này là chị đang đem lại doanh thu nhất cho BKV. Vâng, hôm nay là nói tất tần tật cho nên là không có ngại ngần. Cái doanh thu lớn nhất của BKV vẫn là từ phần mềm diệt virus. Đấy, và có thể nói là tất cả cái đầu tư cho Bevo này, cho các lĩnh vực phần cứng này là chúng tôi đều sử dụng từ doanh thu từ mảng phần mềm diệt virus. Thế nhân cái việc này tôi cũng chia sẻ luôn. Thế thì mọi người có lẽ sẽ rất là ngạc nhiên là doanh thu từ phần mềm diệt virus tại sao có thể nuôi những lĩnh vực này. Chắc chắn là anh sẽ muốn hỏi cái điều đấy đúng không? Và thậm chí mọi người sẽ nghe đâu đó là BKV là bán phần mềm diệt virus cho cơ quan nhà nước các thứ như này thế kia để có doanh thu đó. Rất là trái ngược, rất là trái ngược. Nếu đấy, tôi chia sẻ thêm là hồi năm 2005 khi là tôi thấy rằng là cái việc là mình cứ trả lời mọi người như vậy hàng ngày là quá rồi. Tôi thậm chí là mỗi lần ra phiên bản mới của BKV tôi hì hụi dùng dial-up, mạng internet dùng dial-up qua điện thoại. Tôi hì hụi rồi gửi danh sách mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn người ở khắp cả nước là đã ra phiên bản mới đấy, các bạn download đi, các bạn ấy đi. Đấy, thế thì tôi phải tự trả tiền internet tất cả thứ như thế và hì hụi gửi, tôi nhớ là 8 tiếng đồng hồ nó mới gửi xong. Cứ mỗi một lần như thế. Thế và mình bắt đầu mình thấy là như thế này không ổn, không thể phát triển hơn rồi. Đấy, thì tôi mới quyết định là phải kinh doanh, phải chuyển sang thành thương mại hóa để nó bài bản hơn, nó bền vững hơn. Và tôi thấy là mọi cái thứ phát triển tới lúc đó thì đều phải là kinh doanh, chứ không thể là cứ miễn phí như thế này. Đấy, vậy thì tôi cũng phân tích rất là kỹ mà kinh doanh thì kinh doanh như thế nào. Tôi đặt ra là mình phải dựa vào khách hàng cá nhân, bởi vì các anh chị cũng biết ở Việt Nam ấy, nếu bán cho khách hàng nhà nước, lúc ấy tôi nói với các bạn là tại sao chúng ta làm như vậy, bởi vì nếu bán cho nhà nước, hướng tới khách hàng nhà nước ấy, thì tất cả mọi sự mua bán cho 100 hay là 1.000 cái máy trong một cái cơ quan đấy chịu sự quyết định bởi một người duy nhất, là một cái anh phụ trách IT. Và cái anh phụ trách IT đấy thì mình chả biết hôm nay sáng nắng chiều mưa hay là anh thân quen với cái công ty này công ty kia, đưa sản phẩm này đưa sản phẩm kia vào thì thôi, đâu có kiểm soát của mình, nó không bền vững. Và tôi quyết định là phải dựa vào thị trường cá nhân của từng khách hàng cá nhân. Mình làm tốt thì nó là quyết định của từng người, và họ bỏ tiền túi người ta ra, không phải tiền của nhà nước, không phải tiền của cơ quan, và quyết định bởi một người duy nhất cho tất cả tập thể đấy. Đấy, và hồi 2005 tôi đã định hướng như vậy, và BKV là quyết định là hướng vào thị trường cá nhân. Các chị để ý ở đây, tôi chắc là các chị nhiều anh chị cũng biết BKV đã có một cái, vì định hướng như vậy thì tôi mới có một cái chiến dịch là marketing. Và sau đó chúng tôi biết là trong giới về marketing họ đánh giá họ rất là bất ngờ. Đấy, là chúng tôi có làm một cái chiến dịch quảng cáo rội bom trên truyền hình. Lần đầu tiên là phần mềm, một phần mềm, các anh chị nếu nhớ, lần đầu tiên là một phần mềm máy tính ở Việt Nam quảng cáo trên truyền hình. Ngày đấy tôi nhớ là tôi đầu tư khoảng 1 triệu đô vào cái thời giá lúc đó cho một cái chiến dịch như vậy. 2005, lúc đấy 2005 bắt đầu thương mại, trong 2008 thì bắt đầu, là 2008, 2009 là bắt đầu ấy. Và đấy cũng ngày đấy tôi có duyên với các anh chị, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh tôi gặp anh chị. Là năm 2008, đúng em nhỉ? 2008 vào gặp anh chị. Đấy, sau đó thì cái chiến dịch đấy là tôi thực hiện vào 2009. Tôi không biết đâu, tôi bởi vì tôi hướng khách hàng cá nhân, tôi có một chiến dịch như thế, quảng cáo tất cả vào giờ vàng của các kênh của VTV, của các kênh của đài thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và một số kênh khác nữa. Và sau đó thì tự có một cái công ty, một anh làm công ty report đấy, anh nào ấy, anh ấy thống kê, thường xuyên thống kê số liệu quảng cáo của các hãng. Anh ấy tự thấy thấy rất là hào hứng, thấy là đặc biệt, anh gửi cho chúng tôi và anh bảo là anh rất là thấy hứng thú, là một công ty Việt Nam có một chiến dịch như vậy. Trước kia anh chỉ thấy Unilever với P&G có như vậy thôi, và anh thấy quá đặc biệt, và anh gửi cho chúng tôi, và anh rất là thấy tự hào là một công ty Việt Nam cũng có thể tham gia vào cái việc là cạnh tranh và các chiến dịch hiện đại như vậy. Đấy, thì anh ấy gửi thì tôi biết là hóa ra mình, thậm chí sau này tôi nghĩ là mình hơi quá tay. Ông tí tôi là thế, đã làm tới cùng. Đấy, và tôi chả biết là ấy đâu, chúng tôi nghĩ rằng cần phải phủ sóng hết tất cả, thế là tôi làm hết, tôi chọn hết, và trong cái chừng mực của chúng tôi có đấy, và đấy đấy tôi chia sẻ thêm là như vậy. Và với cái câu hỏi của anh là về nguồn thu từ đâu đấy. Thế và vì như vậy nên là hiện nay là chúng tôi có một cái nguồn thu rất là tốt từ đấy, từ khách hàng phần mềm diệt virus đấy, thì chia sẻ thêm như thế, chứ không hề là, thậm chí còn ngược, nãy tôi nói ngược, là chúng tôi không thể, gần như không thể bán cho các cơ quan nhà nước.
Bởi vì các cơ quan nhà nước thì họ lại đang phụ thuộc vào một anh nào đó quyết định. Tôi nói như này thì chắc không phải để chia sẻ ra bên ngoài để anh có thể giúp hộ. Tức là họ sẽ đang làm việc với một công ty nào đó đang bán một sản phẩm nào đó của nước ngoài. Và chúng tôi thì lại không theo cách là bỏ hay là cho các hệ thống đại lý làm việc theo cách đó. Chúng tôi bằng marketing, bằng kinh doanh hiện đại để chinh phục. Nên chúng tôi không làm theo cách đó. Và chúng tôi không có thị phần tốt trong cái, tôi nói là không có thị phần tốt, chứ không phải không có. Nhiều cơ quan là họ tự, họ bỏ tiền túi ra, những người ở cơ quan họ tự bỏ tiền túi ra mua, chứ không phải của cơ quan bỏ ra mua. Nếu cơ quan bỏ ra mua thì thường họ không mua của BKV. Cái điều này tôi chắc chắn các anh chị đã thấy rất là ngạc nhiên luôn. Nhưng tôi xin cam đoan đấy là sự thật. Nếu các anh chị có thể tìm hiểu, đấy là sự thật. À, vâng, em xin phép được đưa ra câu hỏi. Em là Sơn đến từ Tech Mart. Thì Tech Mart có nhận được rất nhiều những phản hồi của khán giả là BKV thì hiện nay như anh đã chia sẻ là một kẻ lãng mạn và đang kêu người làm phần mềm quay sang làm sản cứng. Và hiện tại thì BKV cũng đã xây dựng được một cái hệ sinh thái cũng có thể nói là khá ổn với tâm điểm là cái smart home. Vậy thì cái việc mà ra mắt kênh Bphone có phải phần nào là cái chìa khóa cuối cùng để cho cái smart home nó hoàn thiện hơn và nó là cái thứ mà để làm cái đầu não là trung tâm điều khiển cho cái hệ thống smart home của anh không? Em sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề này. Luôn trả lời em mình biết ở báo doanh nhân Sài Gòn, xin hỏi anh Quảng thêm mấy ý. Thứ nhất là anh Quảng hay là BKV hay là Qualcomm hôm trước cũng có đưa ra một cái thông điệp là Qualcomm sẽ hỗ trợ BKV để tiến ra thị trường toàn cầu, thì anh Quảng có thể chia sẻ yếu tố này. Thứ nhất, thứ nhì là khi nãy anh Quảng nói là phần mềm diệt virus thì chủ yếu là người dùng cá nhân, vậy thì anh có thể chia sẻ về cái tỷ lệ của người dùng cá nhân trong cái cơ cấu của phần mềm. Về cái default của anh Quảng thì theo mình thì mình thấy thế này, nghĩa là ví dụ như Oppo, người ta có một cái sản phẩm hit trên thị trường thì người ta ngay lập tức người ta đứng vị trí thứ ba toàn cầu ngay cái lúc mà người ta ra sản phẩm, và sau đó thì người ta lại đi vào thị trường tầm trung, người ta rất là thành công và đang gần như là giữ vững cái vị trí đó. Người ta ngay lập tức là đẩy ví dụ như những cái hãng như là quân cộng rồi ở vị trí phía sau. Thì theo mình nghĩ thì có lẽ là BKV đang chọn cách này, nhưng mà ra một sản phẩm hit nó đang là vấn đề bàn tải của Bphone. Thì anh Quảng có nghĩ như vậy không? Thứ ba là smart home cũng gần 10, cũng phải là như mình nhớ nhầm là cả chục năm rồi, hơn 10 năm, từ 2003 năm là trước đi home. Nhưng mà anh nghĩ thế nào về sự thành công của smart home, vì nó ngoài yếu tố thị trường thì nó có, do nói là smart home vẫn là thị trường nhỏ, nhưng mà smart home một phần của nó là thiết bị gia dụng, thiết bị điện tử, thì anh nghĩ là anh đánh giá gì về cái thị trường này? Còn về cái phần mềm diệt virus thì mình nhớ không kỹ lắm, nhưng những năm như 2000 thì tôi nhớ không nhầm là hàng loạt công ty phần mềm Việt Nam ra phần mềm virus. Lúc đó CNC, HTT, FTT, tất cả những công ty đều có phần mềm, thì lúc đó gần như bỏ thì còn một mình BKV. Thì cho đến bây giờ người ta quay lại, gần như các hãng đều quay lại đầu tư cho các chương trình bảo mật, và các chương trình bảo mật bây giờ rất là lớn, gần như là đi ngược dòng lại đó, thì BKV lại đẩy qua mảng phần cứng. Thì anh có nghĩ rằng là thị trường sẽ nhận định là anh đi quá xa cái lõi về an ninh mạng không? Bởi vì cái lõi của BKV xuất phát vẫn là phần mềm và an ninh mạng, và trụ được gần như là duy nhất cái phần mềm Việt Nam trụ lại trên cái thị trường an ninh mạng. Thì bây giờ anh đi ngược cái dòng chảy đó, trong khi các hãng, các công ty phần mềm Việt Nam đều quay lại các chương trình an ninh mạng, và nó gần như là chương trình an toàn thông tin nói chung, là không còn là không chỉ riêng là diệt virus. Thì sẵn đây thêm một chút nữa là anh Quảng cập nhật những cái chương trình khác của BKV, ví dụ như chữ ký số này, cái phần mềm chính phủ này, những cái mà vấn đề mà BKV rất ít đề cập tới trên thị trường thôi, sẵn đây anh cập nhật luôn giúp. Cảm ơn các hết rồi. Cảm ơn chị Tuyết Anh với một lần câu hỏi luôn. Như vậy là thấy là chị Tuyết Anh rất là theo dõi. Nhắc bí rồi, cũng vậy. Tôi xin trả lời như sau. Đầu tiên là của bạn Sơn. Thích bạn áo này. Anh Mang.
thì bạn nói là BKV có hệ sinh thái và Bphone có phải là cái điểm mấu chốt để kết nối cái đó hay không? Đó là chìa khóa. Chìa khóa, vâng. Cái đấy là đúng. Bởi vì thực ra các chị có thể biết là BKV ở an ninh mạng này, hay như chị Tuyết Ân ở đấy cũng có để đến cả chữ ký số hoặc là chính phủ điện tử. Thế thực ra chúng tôi còn có nhiều hơn nữa nếu nói về năng lực công nghệ. Thực sự là chúng tôi đã có tất cả những cái, gần như tất cả những cái công nghệ như là Google hay là Apple hay là Microsoft. Họ có thì chúng tôi cũng có. Đấy, nhưng có một cái thời gian chúng tôi phát triển tất cả những cái đó và hiện nay vẫn là đang là các cái dự án của chúng tôi đang có. Đấy là tôi nói về sản phẩm, nói về công nghệ. Thế thì, nhưng sau đó thì chúng tôi phải phân tích kỹ và thu gọn nó vào. Thu gọn nó vào. Bởi vì thị trường Việt Nam rõ ràng không phải là một thị trường tốt cho công nghệ, phải thừa nhận là điều là như vậy. Bởi vì thị trường Việt Nam là có mức tiêu thụ về những sản phẩm về công nghệ là không phải là lớn so với lại các cái thị trường phát triển khác. Đấy. Thì cái lãng mạn của chúng tôi là chỗ đấy, thực sự là như vậy. Chúng tôi thấy là người Việt Nam có thể làm thì chúng tôi làm hết. Thế sau đó chúng tôi đã rút gọn vào và định hướng một cách rõ nét hơn. Và đúng như Sơn nói là bằng cái Bphone, cái smartphone, nó sẽ là cái dẫn dắt vì nó đã có thị trường sẵn. Tuy là thị trường thu nhập không cao, nhưng smartphone thì vẫn dùng như bất kỳ nước nào trên thế giới. Đấy. Cho nên thì nó là cái mấu chốt và đấy là tại sao chúng tôi gần đây thì mọi người thấy như vậy thôi, chúng tôi vẫn làm các thứ khác nhưng chúng tôi đẩy mạnh cái này hơn. Và nếu chúng tôi thành công ấy thì cái tầm nhìn tổng thể về công nghệ như tôi nói lúc nãy, như chúng tôi nói ấy, tôi nói là chúng tôi muốn là BKV đấy, là tức là muốn là Việt Nam sẽ có một cái tập đoàn như kiểu là Apple hay là Microsoft, thực ra là như thế đúng hơn. Đấy, thế thì cho nên là chúng tôi hướng tới như vậy, chúng tôi có đủ các thứ nhưng nó phải bắt đầu từ cái nào đó. Hôm trước thì tôi cũng nói một phần đấy, là trong cái buổi ra mắt ấy, tôi nói ngay trong câu đầu tiên tôi nói là muốn là Việt Nam có ngành sản xuất smartphone, đấy là một phần trong những cái ý định của chúng tôi. Đấy, nhưng lại phải bắt đầu từ những chiếc smartphone rất cụ thể. Đấy, thì cái này cũng vậy, phải từ những chiếc smartphone rất cụ thể thì có ngành smartphone của Việt Nam. Sau đó thì chúng tôi sẽ, nếu như chúng tôi có cái này thì chúng tôi sẽ có nhà thông minh, chúng tôi sẽ có những thứ khác nữa mà thực ra chúng tôi có sẵn, lúc đó chúng tôi chỉ đưa ra thị trường thôi. Đấy, nhưng cái này là cái dễ để có thể chinh phục mọi người hơn. Đấy thì chắc là tôi nghĩ là đã trả lời câu hỏi thứ nhất. Rất cảm ơn anh. Đấy, còn chị Tuyết Ân nhiều câu hỏi. Đây, tôi bắt đầu từ con thì hỗ trợ như thế nào. Đấy thì chắc mọi người, nếu mọi người đọc cái bài chia sẻ, thực ra là hôm đấy không phải để viết bài đâu. Tôi có mời các bạn ở diễn đàn kinh tế đến để trao đổi, cũng không phải là để viết bài. Thế nhưng là sau đó thì các bạn xin viết bài. Đấy thì trong, nếu mọi người đọc thì biết là chúng tôi có chia sẻ là quá trình làm Bphone từ năm 2009, trong đến 3 năm trời nó không chạy, không có mạch nào chạy và phải, chúng tôi phải làm dùng là một cái chip của cái hãng không phải là sản xuất cho smartphone, là Freescale. Đấy, 3 năm trời tôi cứ nhớ đi là cứ đến Tết là tôi ngồi đợi xem là ra Tết hay xem là cái mạch nó về nó có chạy không. 3 năm trời nó không chạy, còn đến năm thứ tư thì nó chạy và sau đó thì chúng tôi đem cái mạch đó ra thuyết phục Qualcomm lần nữa. Lần đầu là thuyết phục Qualcomm họ không nghe, họ bảo tất nhiên là lịch sự họ nói thôi, nhưng tôi hiểu rằng là họ bảo Việt Nam làm sao có thể làm smartphone theo kiểu này, có thể thiết kế smartphone như thế này. Đấy, thế là họ từ chối. Thế sau đó 3 năm sau, hơn 3 năm sau chúng tôi cầm một cái lúc ấy là một cái tablet. Đấy, nhưng nó chạy một cái chip là không dành cho smartphone. Đấy, đến và thuyết phục Qualcomm, lúc ấy Qualcomm mới đồng ý là ok. Qualcomm rất là hào hứng bởi vì thấy là ô cái ông này 3 năm, 4 năm sau vẫn quay lại, ông đây ông còn có cái này đây. Thế là thằng này tiềm năng, thế là ok, thế họ làm. Thế là đấy là tại sao là BKV lại ký với Qualcomm sớm như vậy, trước cả những VNPT hay là Viettel gần đây mới ký. Đấy là Qualcomm như vậy. Và tất nhiên Qualcomm họ có những cái lợi thế nhất định ở trên thị trường toàn cầu và chúng tôi chắc chắn là có thể sử dụng cái điều đó. Nhưng tôi vẫn nói rằng vẫn phải từ nội lực của mình trước, từ nội lực của mình, nội lực về sản phẩm, về công nghệ, sau đó nỗ lực về thị trường nội địa của mình trước thì mới cái sự hỗ trợ đấy nó mới thực sự là hiệu quả. Tất nhiên chúng tôi sẽ tận dụng tất cả mọi cái điều kiện. Câu thứ hai ấy, là tỷ lệ người dùng cá nhân của BKV Pro
Thế thì hiện nay nó đâu đó vào khoảng trên dưới 80%. Như từ trước VCCI họ có một cái khảo sát là 85% thị phần của BKV. Apple, thì có nói là Apple thì họ đưa ra một sản phẩm hit và sau đó thì đưa ra những sản phẩm thấp hơn. Thế và Oppo hay Apple? Apple quả táo. Bởi vì tôi không ấn tượng với cái việc đó, thực sự là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là Apple thì đúng là như vậy. Apple thực ra bây giờ ấy, họ có đủ mọi phân khúc chứ không phải là chỉ phân khúc flagship. Bởi vì trong suy nghĩ của tôi là như vậy. Apple ấy là thực chất là họ là làm từ cao cấp nhưng bây giờ có đủ mọi phân khúc trải dài và cạnh tranh họ là rất mềm chứ không đơn giản tất cả các hãng. Đấy, và tôi tin là đấy. Cái con Oppo thì tôi nghĩ đấy là vấn đề về marketing nhiều hơn, tức là tôi không nghĩ là nó là một cái thứ nào đó nó có chiều sâu. Nó đấy, ví dụ như tôi nói là họ ra một cái sản phẩm ở phân khúc cận cao cấp nhưng sau đó thì nó không thành công và họ rút ngay xuống trong một tháng nào đó. Tôi đã quan sát thấy họ phải rút ngay xuống và rút ngay xuống vẫn, tôi nghe các chuỗi nói là vẫn không ok, và cuối cùng là tôi nghĩ rằng họ chắc là sẽ phải đành chấp nhận ở cái phân khúc đấy thôi. Tôi tin là như vậy chứ không phải là ra rồi sau họ mở rộng đâu. Tôi tin là như thế. Tức là họ không thành công, họ định nâng lên một cái phân khúc nữa nhưng không thành công. Tôi tin là điều đấy. Tôi nghĩ là chị cũng có thể tìm hiểu thêm. Tôi với là người làm trong lĩnh vực này và với những cái mình bắt buộc phải lý thì tôi tin nó là như vậy. Smart Home sau 14 năm thì đánh giá thành công như thế nào thì hỏi như vậy. Thì như tôi đã nói, thực ra tôi trả lời câu hỏi của bạn Sơn lúc trước thì cũng đã là phần nào trả lời cho câu hỏi đó. Là chúng tôi làm ra sản phẩm rất là tốt, thực sự là như vậy, nó đẳng cấp ở thế giới. Tôi khẳng định thế, nếu ai có điều kiện có thể chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ. Thế và rõ ràng chúng tôi là những người ta xây những cái biệt thự trên dưới 100 tỷ là họ đang lựa chọn Smart Home. Chứ còn những hãng như là Schneider các thứ vân này kia là họ không lựa chọn, bởi vì của Smart Home là có nhiều tính năng và tốt hơn. Đấy, thế thì chúng tôi có như vậy nhưng chúng tôi vẫn khẳng định là thị trường Việt Nam chưa có, tức là thị trường đấy nó chưa đủ rộng. Sắp tới chúng tôi sẽ ra cái sản phẩm Smart Home để có nhà nào cũng có thể triển khai đấy, và đang trong quá trình phổ biến nó đấy. Và tôi nghĩ đấy là thành công trong điều kiện như thế, còn thành công thực sự thì chúng tôi muốn thì chưa. Nhưng đây là đường dài, chúng tôi vẫn khẳng định như vậy. Và nó sẽ là một hệ sinh thái cùng với cả smartphone nữa. Chị Tuyết Ân cũng có hỏi một cái câu là các công ty khác ở Việt Nam hồi năm 2000 cũng ra phần mềm diệt virus, sau đó bây giờ không làm nữa. Thì ở đây là trên tinh thần là nói tất tần tật thì tôi chia sẻ hết sức là thật, không nói bảo là để nói xấu các bạn khác hay như nào ấy. Có thể các anh chị cũng có để ý, nhưng là thực sự các công ty đó họ không đầu tư nghiêm túc cho cái việc ra các phần mềm diệt virus đó. Nói thật, tôi nói rất thật, vì các anh chị hỏi thì hôm nay là tinh thần như thế, và thôi cũng là nói nội bộ thôi, cũng anh các chị cũng không nói bên public group là chúng tôi không coi họ làm phần mềm diệt virus. Đấy không phải là phần mềm diệt virus. Phần mềm diệt virus nó cần nhiều công nghệ lắm, nhưng một quy luật của thị trường ấy, bao giờ cũng có ông thứ nhất thì cũng có một ông thứ hai. Đấy, thế thì họ chỉ cần là đưa ra là tôi là có một ông thứ hai thế thôi, là nghiễm nhiên họ cũng được thừa nhận theo tất cả những cái như thế. Nhưng thực sự về đứng đằng sau đó, công nghệ các thứ, nó có phải là một phần mềm có thể diệt virus hay không, có thực sự là phần mềm diệt virus hay không thì không. Đấy, tôi khẳng định là như thế. Đấy, thì nhưng mọi người vẫn nghe là như, bởi vì là bao giờ thấy có một ông số một thì có phải có ông thứ hai không, ăn luôn cái tưởng luôn cái việc đó. Giống như có Coca Cola thì có Pepsi, nhưng tất nhiên Pepsi họ là nguyên đúc, chúng ta là thấy đó. Thế thì tôi trả lời là như vậy. Thì rất là khó cho tôi những câu trả lời này, nhưng tôi cũng phải nói rất là thật thì mọi người có thể sẽ dễ hiểu hơn. Và đấy là tại sao họ chỉ làm một thời gian sau đó thì họ không có tồn tại nữa, họ không tức là họ không có tồn tại những sản phẩm đấy nữa, không làm những sản phẩm đấy nữa. Thế chị cũng có nói là nhưng bây giờ thì họ quay sang những hướng về đầu tư an ninh mạng này kia thứ vân, thì tôi cũng tinh thần là tất tần tật thì tôi cũng chia sẻ thật luôn như thế này là thực sự cái lĩnh vực này nó cực kỳ là rất có hiệu. Hôm nay mới có điều kiện để nói với các anh các chị, tức là hôm nay mới có điều kiện nói với các anh các chị đấy là đầy đủ là như thế này. An ninh mạng ấy thì nghe thì quách thật đấy, nhưng về kinh doanh nó không phải là một thị trường, ít nhất là Việt Nam hiện nay. Chúng tôi chia sẻ hết sức thật là chúng tôi tách ra hai phần là an ninh mạng này và phần mềm diệt virus. Nhưng đối với BKV ấy, gần như không có doanh thu từ an ninh mạng. Thực tế là chúng tôi bù
bù lỗ cho phần an ninh mạng. Chúng tôi coi phần an ninh mạng là công việc xã hội, nó là sứ mệnh của mình, nó gắn với mình từ trước an ninh mạng như vậy, và đấy là sứ mệnh của mình làm. Tất nhiên nói rằng chúng tôi không hưởng cái nào từ cái đấy không đúng. Chúng tôi có thương hiệu, có uy tín bởi những việc đó, nhưng nó rất là không phải là rõ ràng cho cái việc kinh doanh đấy, nhưng đấy là tâm huyết của mình, đấy là tâm huyết của mình. Lĩnh vực an ninh mạng hiện nay ấy, thì lĩnh vực an ninh mạng là cái pin thì phải nói nhiều quá. Lĩnh vực an ninh mạng ấy, thì lĩnh vực an ninh mạng thì là như này, các anh các chị thấy là an ninh mạng thì nó ai cũng thấy an ninh mạng là cần, đúng không ạ? Từ người dùng cá nhân cho đến các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan nhà nước, ai cũng thấy cần. Nhưng có những thứ nó cần hơn, đó là những cái để sử dụng hàng ngày cái đã, tôi mua cái điện thoại đã, rồi an ninh em biết xong chưa vấn đề đấy, hay là nó hacker thỉnh thoảng nó nhảy vào đấy này kia, các cơ quan nhà nước thì lúc đấy cũng là cúng lên như thế, nhưng sau đó ai là người sẽ như vậy. Còn quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều thứ phải làm. Ở Việt Nam chúng ta dù sao cũng là một thị trường đang phát triển, chứ chưa phải một thị trường của nước phát triển. Thế thì cái đấy nó sẽ qua ngay thôi, và cuối cùng nó không biến thành cái hành động là sẽ mua một cái thứ nào đó đấy. Dẫn đến là thực sự nói như vậy, nhưng nó là thị trường hay chưa? Thị trường đây là có mua có bán, có doanh thu đấy, nhưng nó chưa khẳng định là như thế. Thế thì chúng tôi có làm dịch vụ an ninh mạng cho một số công ty, nhưng đấy là tâm huyết của mình, là một số công ty có dữ liệu quan trọng đấy, có một số công ty là có dữ liệu quan trọng, thì chúng tôi đấy là tâm huyết của mình thì mình làm. Nhưng thực ra cái doanh thu đấy để có một đội ngũ để có thể làm cái đấy thì nó chả đáng là bao so với cái đầu tư để có một đội ngũ luôn túc trực. Hay là các vấn đề an ninh mạng ở Việt Nam xảy ra, BKV luôn sẵn sàng đứng ra để tham gia xử lý, thì cái đầu tư đấy là coi như chúng tôi chấp nhận, tức không phải chấp nhận, đấy là trách nhiệm, chúng tôi coi đấy là trách nhiệm. Đấy thì chia sẻ thêm như vậy. Thế thì chị Tuyết Ân có hỏi các công ty khác họ đang làm như thế. Thực ra ok, có hai vế đây. Một cái đấy an ninh mạng rất dễ để là mang cái tính chất hình thức nào đó là một. Thứ hai nữa, thực chất những các công ty khác ấy, thì thường họ có những cái dự án với các cơ quan hay các doanh nghiệp nhà nước. Thế thì đấy, tôi đã chia sẻ là BKV không phải là khách hàng thân với lại các cơ quan nhà nước, cho nên BKV cũng không có cái hợp đồng đấy, cho dù năng lực của BKV đến đâu. Cái đấy là sự thật, đây là tôi chia sẻ thêm các anh các chị không giúp không chia sẻ ra public, cái đây là sự thật. Đấy, cho nên là chúng tôi chỉ coi đây là công việc xã hội, và các vấn đề an ninh mạng Việt Nam có cái nào xảy ra chúng tôi sẵn sàng tham gia cái đấy, và luôn luôn túc trực, có một đội ngũ nữa, có một đội ngũ luôn luôn túc trực và hàng ngày nghiên cứu, kể cả tuyển sinh viên thường xuyên để trở thành nòng cốt các thứ vân vân, để có thể tham gia tất cả cái đấy, chúng tôi coi cái trách nhiệm của mình. Đấy, thì tôi trả lời câu hỏi như vậy. Vậy thì BKV có đi quá xa với cốt lõi của mình không? Tất nhiên tôi là, như đấy tôi có chia sẻ, tôi là người luôn luôn suy nghĩ đến triết lý của mọi vấn đề, thì chắc chắn là tôi phải suy nghĩ về việc này. Tôi làm rất nhiều thứ, đúng không ạ? Tôi làm rất nhiều thứ, phần cứng, phần mềm, dịch vụ đấy. Tôi nghĩ là chúng tôi không, vẫn nó vẫn là cốt lõi của chúng tôi. Vậy cốt lõi của BKV làm như nào? Cốt lõi của BKV không phải là một lĩnh vực nào. Các anh chị thấy giới thiệu chúng tôi từ cách đây nhiều năm thì BKV là một tập đoàn công nghệ. Chúng tôi không định vị BKV chỉ là một cái tập đoàn hay là công ty về an ninh mạng, chúng tôi định vị như vậy. Và cái cốt lõi của chúng tôi đó là các cái nguồn lực về con người, là cái cách tổ chức để có thể làm những thứ rất là khó khăn cho dù nó ở mức thế giới. Đấy, nhưng chúng tôi đều có cái cách để giải quyết. Như các anh chị thấy, chúng tôi có năng lực cơ khí, tôi có thể tự tin nói là ở Việt Nam chắc chắn không có cái nơi nào, các công ty cơ khí nào ở Việt Nam có cái năng lực về cơ khí như là BKV hiện nay. Tất cả là thiết kế về cơ khí, là kỹ sư của BKV là chúng tôi cũng đào tạo từ đầu. Đấy, thế thì có thể chia sẻ như vậy. Nên năng lực cốt lõi chúng tôi là cái cách làm việc, là cái khát vọng của mình. Có thể nói là cái khát vọng của mình và cái phương pháp làm việc, cái phương pháp làm việc. Đấy, thì từ đấy chúng tôi có thể làm rất nhiều thứ. Đấy, các anh chị thấy là đúng không ạ? Từ phần mềm phần cứng, kể cả đây là cơ khí nữa này, rồi điện tử này. Đấy. Vâng, đấy thì như vậy là các lĩnh vực như chính số hay là chính phủ điện tử vân vân thì cũng là những lĩnh vực chúng tôi cũng rất là chăm chút, chứ không hề lơ là cái nào cả. Đúng không chị? Cảm ơn các bạn Minh Định.
À, tôi định đến từ bên báo Công Cầu thì có hai câu hỏi gửi cho anh Quảng. Hồi nãy anh Quảng có chia sẻ là anh Quảng cũng bị stress trong một năm ra mắt Bphone 2015, cộng với cũng trăn trở rất nhiều. Nhưng mà có một vấn đề là khi mà Bphone 2017 ra mắt thì bản vá thì gặp được liên tục. Tôi mới kiểm tra thì cũng hình như hôm nay cũng có bản vá nữa. Thì không biết Bphone 2017 đó là sự vội vàng hay không, khi mà một sản phẩm mới ra chỉ có vài ngày mà bản vá thì liên tục như vậy, thì cứ chắc lợi như thế nào thì tất nhiên cũng sẽ làm cho người tiêu dùng hầu như. Câu hỏi thứ hai là sau Thế Di Động thì Bphone có hợp tác với những đơn vị khác để mà đưa cái sản phẩm đến với nhiều người tiêu dùng hay không? Giống như anh Quảng đã từng nói là khi Apple họ ra họ cũng phải lấy thị trường Mỹ để họ nuôi những thị trường toàn cầu bằng cái việc mà kết hợp các nhà mạng để mà có những gói cước ưu đãi để mà giảm cái giá thành của sản phẩm đó. Thì người đủ hướng đi này có phải là có được BKAV chọn lựa trong thời gian tới hay không? Cho tôi xin hỏi là bây giờ ông Quảng một lần nữa thành thật với riêng tôi là đóng góp của BKAV, những cái gì của BKAV vào chiếc Bphone 2017 về mặt giá trị, về mặt công nghệ nó là cái gì, về mặt giá trị thì nó là chiếm được bao nhiêu phần trăm trong cái con số 9,789 triệu đồng đó. Và tôi có một nhìn nhận như thế này, anh Quảng có một đức tính coi như là cũng giống như bao nhiêu người cha người mẹ, giống như tôi đó. Tức là con mình là đẹp nhất thiên hạ, con mình là số một trên cõi trần gian này, bao nhiêu mua cũng không được, bán cũng không được, nói chung là không có cái gì được hết. Nhưng mà thì bây giờ thì nhưng mà trong cái cuộc chơi trên thương trường đó thì cái cảm xúc đó, cái tình yêu đó nó sẽ là cái, theo tôi sẽ là mối tai họa cho bất kỳ nhà sản xuất nào. Thì BKAV là nghĩ về vấn đề này như thế nào? Cái thứ một cái điều tôi quan tâm nữa là vì đây là công ty cổ phần, vậy thì những bài toán về sản phẩm, bài toán về chiến lược của tập đoàn BKAV sẽ được các cổ đông, vì tôi biết cổ đông này là cổ đông nào. Nếu như cổ đông mà trong gia đình của anh Quảng thì chắc là anh Quảng sẽ lấy cái quyền coi như là phủ quyết, coi như là anh Quảng sẽ làm những gì coi như là anh Quảng muốn. Nhưng nếu là có những cổ đông ngoài thì người ta đang nghĩ và chia sẻ như thế nào về các cái chiến lược của BKAV, nhất là trong cái mảng hay như smartphone. Xin cảm ơn. Vâng. Cảm ơn các bạn. Anh Quảng trả lời trước rồi, các anh chị hãy tiếp theo. Tôi nghĩ là các câu hỏi rất là thú vị. Thứ nhất là của Minh Định hỏi về cái tôi có stress như thế và sau đó như thế thì Bphone ra thì như vậy là có phải là vội hay không? Đấy, thế thì tôi khẳng định là nó là một sự trăn trở và một cái sự tính toán rất là kỹ càng để khi ra Bphone 2017. Đấy, thậm chí như là tôi đã nói, đáng nhẽ ra là BKAV đã ra Bphone phiên bản thứ hai vào năm 2016. Thế nhưng là đã sau khi một năm như thế sẵn sàng chấp nhận là phát triển một phiên bản mới luôn. Đấy, thế thì chúng tôi phải rất là kỹ như thế nào cho cái lần ra mắt này. Thế nhưng như các chị cũng biết là một cái sản phẩm có hai yếu tố ở đây, tại sao tôi nghĩ là có xung quanh cái câu hỏi của bạn Định. Có hai yếu tố, một là bất kỳ nhà sản xuất nào cũng vậy thôi, khi sản phẩm đưa ra mắt thị trường thì cũng sẽ có những cái vấn đề này vấn đề kia phát sinh ngoài cái sự chủ liệu của mình, cho dù là mình đã có thể làm kỹ đâu. Các chị cũng có thể thấy là ngay như Apple hay là Samsung, là ví dụ như Apple thì chắc chắn là các chị để họ bán hàng trăm triệu sản phẩm như vậy thì họ phải làm trước đấy cả một năm, tức là họ đã định vị tương đối rõ cái sản phẩm của họ cách đấy tôi biết là gần một năm đấy, chứ không đơn giản. Thế nhưng là đến lúc ra thì cũng vẫn có thể có lỗi và cập nhật phần mềm đấy, hay là update lên nó lỗi. Đó là bởi vì hay như Samsung cái vụ Note 7 vừa xong vừa qua ấy, là tôi chắc chắn không nhà sản xuất nào muốn như vậy cả đấy, kỹ đến mấy cuối cùng vẫn có thể có cái này kia, và đấy là lĩnh vực công nghệ đấy.
thì nó phát triển quá là vũ bão và công nghệ cũng thế. Thực ra đấy cũng là một phần của công nghệ. Tại sao có phần mềm thì thế giới này phát triển hơn lên rất nhiều, nhưng có phần mềm thì những cái thứ trục trặc như kiểu là lỗi phần mềm ở trên phần mềm mọi người dùng ấy, nó khác với một sản phẩm công nghiệp như là làm ra cái cốc, cái chén hay cái nào đó, không thể có nhiều lỗi như thế. Nhưng phần mềm người ta đấy là một, người ta phải chấp nhận nó có những cái như vậy, nhưng nó vẫn có khả năng nâng cấp và cập nhật, và nó tạo ra sự phát triển bùng nổ của thế giới trước khi cái cuộc cách mạng, mà nó là nền tảng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư này cũng là như vậy. Đấy thì đấy là một điểm tôi yếu. Tôi nói thế không phải là để che lấp những cái bản vá này kia của BKV. Đấy, tôi thừa nhận là như vừa qua là hơi nhiều, thậm chí là như vậy. Thế thì tôi sang cái ý thứ hai ở vấn đề này. Ý thứ hai là thứ nhất là về bản chất của các nhà sản xuất công nghệ là như vậy. Thứ hai nữa thì như các anh chị biết là BKV và đặc biệt là BPhone hiện nay là nó rất nhạy cảm với tất cả mọi thứ, cho nên ấy, là lỗi nó tìm ra có vẻ cũng dễ tìm ra hơn, và cái cách cái lỗi đấy nó bắt đến mọi người nó cũng khác với lại là như là ví dụ như Apple hay Samsung. Apple hay Samsung họ có một tháng như thế họ thu thập các thứ và sau đó họ mới update xuống tất cả luôn. Nhưng chúng tôi có áp lực là phải update thay ngày sau đấy, không tôi nghĩ cái đấy cũng phải là tồi, nó thậm chí nó cũng là cái tốt. Nhưng chúng tôi đúng ra có thể làm một số cái, chúng tôi có thể là gom góp nó vào và trong một vài tuần chúng tôi update một thể. Thế nhưng nó đang rất là nhạy cảm, thế thì mình không thể không khắc phục. Đấy, và thậm chí tôi nói chia sẻ rất thật với các anh các chị ấy, là rất nhiều người là phản ánh đấy không phải khách hàng, không phải là khách hàng phản ánh cái đấy, khách hàng họ phản ánh rất là vô tư thôi và họ có thể chờ đợi trong một tuần sau hay hai tuần sau để có bản vá. Thế nhưng lại rất nhiều, tức là lại là có những người nói bùng lên lại là những người khác không phải là khách hàng. Thì chúng tôi có một áp lực đấy là sự thật, nó khác với những nhà sản xuất khác. Dạ. Đó thì nó rất nhiều khó, mà không tôi thì nói như vậy, tôi không hề trách móc, tôi coi tất cả đấy là tất yếu khách quan thôi. Bởi vì tôi đã có lần chia sẻ là ở Việt Nam mình hiện nay niềm tin vào nhau đang rất thấp, niềm tin vào doanh nghiệp còn thấp hơn nữa là niềm tin giữa hai người với nhau bất kỳ, xong lại niềm tin với mấy ông doanh nghiệp cứ luôn là mấy ông đi gọi là kiếm tiền mấy ông này thôi, cho nên là niềm tin nó rất là thấp. Niềm tin rất thấp thế thì mọi người cái suy nghĩ nó không tích cực như vậy cũng rất là nhiều. Và một lần nữa tôi coi đấy là tất yếu khách quan trong một cái môi trường như vậy, và mình phải chấp nhận nó và mình đã phải tìm cách vượt qua nó, và mình càng phải nỗ lực hơn để đấy, ví dụ như cái chúng tôi đang làm này là để có thể phần nào mọi người khắc phục cái việc đó, và chúng tôi thấy rất là hạnh phúc nếu có thể làm một phần nào đó trong cái việc đó. Đấy, thế thì đấy là tại sao vấn đề bản vá nó có cả thực và có cả cái yếu tố đặc biệt nữa. Câu hỏi nữa của bạn Định là sau thế giới di động thì có BKV có làm việc với các cái đối tác khác nữa hay không? Thế thì thỏa thuận của chúng tôi ấy thì là với thế giới di động là hai bên sẽ cùng làm việc với nhau rất là chặt chẽ, thế và cũng không ràng buộc với nhau trong cái việc là mở rộng ra. Thế nhưng còn kế hoạch như thế nào thì tôi xin phép là chưa tiết lộ, vì này nó còn sẽ cụ thể sau, tôi sẽ tiết lộ sau. Đấy là câu hỏi của bạn Định. Còn đây là sang câu hỏi của anh Phúc. Đóng góp của BPhone là như thế nào trong chiếc BPhone 2017? Đấy. Thế thì đúng câu hỏi này tôi nghĩ là rất là thú vị. Thì nó rất là khó để nói một cách rõ ràng, như tôi nói tổng thể như này để dẫn và các chị có thể hỏi thêm thì để làm rõ. Hiện nay BKV đang làm BPhone, cụ thể là phiên bản BPhone 2017 này, giống hệt như là Apple hay là Samsung, họ đang làm ra những sản phẩm của họ, tức là các khâu nghiên cứu, các khâu về các đối tác cung cấp các thành phần linh kiện hay là các chuỗi cung ứng phụ trợ, tất cả các thứ giống hệt. Và thậm chí tôi có thể nói hơn nữa là tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng là Apple thì họ không có một cái kiểu nhìn một cái nhà máy về cơ khí như BKV để làm tất cả mọi thứ khuôn mẫu. Tôi nói ví dụ này nhé, ở trong này nó có ngoài cái chuyện là phay cái khung thì các anh chị đã biết là phay cái khung này là bằng máy CNC. Đấy, có bản vẽ thiết kế đưa lên máy nó phay luôn ra cái từ miếng nhôm nó ra luôn cái sản phẩm như thế này, ra luôn cái khung như này.
Nhưng trong này còn rất nhiều thứ khác nữa. Đấy, ví dụ phần anten rồi tất cả những cái chi tiết bên trong có những thứ. Đấy. Có những thứ trong đấy nó là những cái thứ là đột dập. Ví dụ một cái miếng thép là đột dập. Có những cái thứ là bằng nhựa, cái khu vực anten này và cái loa nó là bằng cái phải làm ra cái khuôn mẫu. Một cái khuôn mẫu, sau đó phun nhựa vào đấy nó tạo ra cái thành phần đấy. Đấy, thế thì BKV là làm luôn cả cái chế tạo các cái khuôn mẫu để làm đột dập những cái thành phần về ngoài khung này. Ngoài khung là BKV thiết kế nhá, thiết kế kiểu dáng này, thiết kế cơ khí này, thiết kế điện tử này, thiết kế phần mềm. Đấy, còn làm cả những cái như là đột dập các khuôn để đột dập này, hay là cái khuôn để ép những cái bằng nhựa. Đấy, tôi nghĩ là Apple với Samsung là có lẽ họ không có, tôi nghĩ là như thế. Trước chắc họ đã có cái nghề làm cái khuôn mẫu đấy, họ sẽ thuê luôn đối tác luôn. Đấy, nhưng chúng tôi có những cái vừa là cái hay nhưng vừa cái không hay, tức là chúng tôi sẽ không thể thuê đối tác làm cái việc đấy ngay. Đấy, cho nên là chúng tôi phải làm để cho mình có thể trau chuốt nó. Ví dụ tôi chỉ cần ới xuống nhà máy một cái là tôi bảo là cái chỗ này các bạn cần phải sửa thế này, tôi xem thế nào, thì các bạn ới xuống cái các bạn hôm sau đã có thể đưa cho tôi 3-4 cái mẫu để tôi xem là cái nào ưng ý hơn, cái nào tốt hơn để tôi chọn. Còn nếu như thuê đối tác ấy, thì có thể phải vài tuần họ mới cho mình cái mẫu như vậy, thì nó chỉ sửa ở mức độ của nó thôi, nó khó có thể trau chuốt như thế nào. Đấy, các anh chị có thể so sánh với tất cả dòng sản phẩm khác ở trên thế giới này ấy. Cái độ trau chuốt tôi tin là nếu như một cách khách quan vô tư, tôi tin là nó là một trong những cái trau chuốt nhất. Đấy, thì đấy là vì chúng tôi có thể chủ động tất cả mọi cái khâu như vậy. Đấy, thế thì tức là tôi nói về là Apple và Samsung họ đang làm như thế nào thì chúng tôi đang làm như vậy, tức là tất cả các khâu thiết kế và các khâu chế tạo, thậm chí hiện nay tại thời điểm hiện nay chúng tôi đang chế tạo nhiều hơn, tham gia cái tự mình sản xuất nhiều hơn. Và chúng tôi cũng sẽ không ôm cái việc đấy nhiều. Khi sản lượng lớn thì chúng tôi sẽ outsource cho các đối tác khác, chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ cho họ để họ làm. Đấy, thế thì tôi có thể trả lời cái như thế thì chắc là nó sẽ dễ hình dung hơn. Nói là những cái cụ thể nào đó khác thì các anh các chị có thể hỏi thêm để rõ hơn cái điều đó. Cái này cũng anh nói là luôn coi cái sản phẩm của mình là số 1 và cái cảm xúc đấy có thể là tồi, có thể không tốt. Tôi tin là như thế này, đúng tôi có cái việc đó, như đấy tôi nói, thậm chí tôi có những cái lãng mạn này, hay là như đấy tôi đã chia sẻ là như lúc ra mắt Bphone 2015 là có cái cảm xúc như vậy. Thế và tất nhiên là những cái việc làm khác cũng thế, nhưng tôi tin rằng đấy là cái cảm xúc đấy nó là cần thiết và cho cả loài người này, tôi tin là như vậy, không thể thiếu cái cảm xúc đó. Đấy, nhưng cũng đừng chỉ dùng cái cảm xúc đó là động lực, và mỗi một lần như thế nó sẽ nâng tầm mình lên, mình sẽ nhận cái phản hồi mình sau mỗi lần là tôi dùng là từ là chưa thành công. Đấy, nó sẽ giúp mình điều chỉnh nó cho tốt hơn. Các chị có thể thấy cái lần ra mắt iPhone 2017 này, cái điều đó chúng tôi hết sức là cầu thị để lắng nghe và điều chỉnh mọi thứ. Tôi không nói nó đã là xuất sắc, nhưng là nó là chỉ số nhất có thể trong điều kiện. Câu nữa là anh hỏi về cái quyết định về là BKV là công ty cổ phần. Thế thì buổi nay là buổi nói tất tần tật, thế thì tôi cũng chia sẻ là hiện nay thì tôi vẫn là người quyết định chủ yếu trong các cái định hướng của công ty. Và tôi tin rằng là trước khi chúng tôi IPO thì cái điều đó là cần thiết đối với một cái tập đoàn công nghệ. Bởi vì các chị có thể thấy ví dụ như là Facebook, Zuckerberg tuy đã IPO thế nhưng là Zuckerberg vẫn là nắm cái quyền quyết định này. Tôi tin là ví dụ như Zuckerberg ấy, là cậu ấy không phải là tham quyền cố vị hay là như nào đâu, cậu ấy đảm bảo rằng là cái Facebook nó phát triển theo đúng cái định hướng của cậu đưa ra, bởi vì công ty công nghệ nó có cái đặc thù như vậy. Và tôi tin rằng là các chị cũng có thể thấy cái điều đó, và hiện nay BKV cũng thế. Chúng tôi cần giữ vững cái định hướng của mình. Thực sự là tôi cũng chia sẻ ngay trong nội bộ của tôi cũng thế thôi, không phải lúc nào cũng vững như vậy đâu, cũng có những lúc là tranh luận cũng tranh cãi như thế nào. Nhưng tôi tin rằng là để làm cái việc đấy theo cái tầm nhìn, để đáp ứng cái tầm nhìn của mình như vậy, mình hết sức là chỉn chu, hết sức lắng nghe, hết sức là bài bản. Đấy, nhưng mình vẫn cần có cái sự quyết định một cách dứt khoát mạnh mẽ, bởi vì mình mới có thể hiểu tất cả những điều đó. Đấy, thì tôi sẽ trả lời
như vậy. Xin mời các anh chị. Cái ý của anh Phúc là cho tôi hiểu cái này này, có nghĩa là không phải trong trường hợp anh mắc là cũng phải của anh là không đủ chiếm ưu thế trong Facebook, nhưng vì cái uy thế, cái uy tín và những cái định hướng quá tốt của anh đã dẫn dắt Facebook đạt được thành công nhiều như hiện nay, cho nên bằng những cái đấy có thể ám đạo được tất cả những tiếng nói. Còn anh Phúc chắc là muốn hỏi là ví dụ trong một cuộc tranh luận với KV, anh Quảng có đủ cái số cổ phần ưu thế để khi tất cả phản đối mình, anh Quảng chỉ cần ok là mình giải quyết một vấn đề này. Ý tôi nghĩ là ý vậy, với phải anh Phúc vấn đề cổ phần để chi bất quyền được phép có cái ý như vậy, mà còn trên cái thực tế đó là phải lý thuyết mà thôi, chứ còn trên thực tế là gì? Thế là tôi muốn hỏi thêm là các cổ đông đã, đang và sẽ nghĩ như thế nào về các cái bước đi của BKAV trong quá khứ, trong hiện tại và cả tương lai? Bởi vì tôi nói thẳng ra thế này, một trời công an tôi thấy nhiều tiền quá, nguy hiểm quá. Nó không chỉ liên quan đến sinh mạng, đến gia đình anh, đến anh, gia đình anh, mà còn cả nhiều cái cổ đông khác. Mà bài học đó, những cái bài học mà một mình cổ đông, một mình ông chủ tịch tập đoàn Quyết đã đưa tập đoàn đó từ thịnh vượng đến con đường phi vong trong chỉ cần một nốt nhạc. Điều đó tôi có thể chứng minh rằng đây. Thì ở đây tôi muốn nói thế này, vì anh là công ty cổ phần, tôi không biết, tôi nói là tôi không biết tỷ lệ cổ phần của anh là bao nhiêu trong công ty, hoặc là các cái cổ đông ở trong công ty đó là ai. Nhưng tại ngoài công ty cổ phần thì tiếng nói của những cổ đông đó nói như thế nào trong cái bước đường phát triển của BKAV. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Phúc, anh Trịnh. Thì tôi chia sẻ như này, thì tôi đã để nói là tất tần tật thì tôi cũng nói luôn, tức là về mặt công ty ấy, trên giấy phép mà các thứ vân vân ấy, hồ sơ giấy phép ấy, thì hiện nay là tôi đang là giữ 90% cổ phần. Thế thì nhưng BKAV rõ ràng là đặc biệt, không phải là công ty giống như đầu tư các thứ vân vân. Cái cổ phần đấy thực sự tôi chả bao giờ tôi nghĩ đến cả. Thực sự với các chị là như vậy. Chúng tôi có một tập thể đây, nãy giờ tôi nói các bạn đều từ sinh viên hết đây. Tôi thì hướng dẫn các một số bạn, là phần lớn các bạn trong ban giám đốc hiện nay là tôi hướng dẫn các bạn làm thực tập từ cái thời sinh viên. Thế thì tôi nắm cổ phần như vậy, nhưng nó tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái cổ phần đấy cả. Thực sự chúng tôi chỉ, tất cả chúng tôi chỉ hướng tới là cái tầm nhìn của mình như vậy, cái mục đích của mình như vậy. Và đến khi nào nó IPO chính thức thì lúc đó câu chuyện cổ phần của Việt thôi, lúc đấy nó là tất yếu phải đặt ra thôi. Đấy, nhưng đấy nó là cái vấn đề khác. Nếu còn hiện nay là chúng tôi tất cả mọi người này đều đồng lòng, chúng tôi có 12 hiện nay là có, trước đây là 12, còn bây giờ là có 10 người, 10 anh chị em là trong ban giám đốc, và nó là một tập thể. Và các anh các chị thấy là thực sự là thấy rất nhiều khó khăn như vậy, để làm ra những sản phẩm như thế này thì không thể có sự đồng, không thể không có sự đồng lòng của một cái tập thể như thế. Đấy, thì tôi chia sẻ như thế. Thế còn cái câu chuyện về cổ phần, thực ra tôi không bao giờ BKAV nói những chuyện đấy, hay đầu tư hay này kia, đúng không các anh chị? Đấy, cứ thấy làm thôi, thường các công ty khác nói này kia, chúng tôi không. Cái đó là câu chuyện của lúc IPO, đấy là chuyện khác. Và tôi tin là các tập đoàn như là khác như là đấy, Facebook hay là Google thế thôi, chứ lúc trước có ai biết đến mấy ông đấy đâu. Sau đó đùng cái lên bắt đầu ok, lúc đấy cổ phần này kia. Và kể cả là cổ phần này kia, nó phải là một sự bền vững. Tất cả những việc đấy nó là hệ quả của nó, chứ không phải mục đích. Cổ phần hay là tiền, tất cả thứ đấy không phải mục đích. Tôi khẳng định nó không phải mục đích của BKAV. Nó chỉ là hệ quả của công việc của BKAV thôi. Đấy, thì chia sẻ với các chị như vậy. Dạ, em là Hồng Nhi đến từ tạp chí Công nghệ Tích Mắt ạ. Em xin được quay lại cái vấn đề phần mềm BOS trước nãy một xíu. Đó là cái phần mềm BOS của mình thì vẫn chưa hoàn thiện và vẫn còn tồn tại một số những cái khuyết điểm. Như vậy thì bộ phận phần mềm của BKAV của mình có cái chiến lược phát triển như thế nào đối với BOS trong tương lai ạ? Câu hỏi này em xin được dành cho anh Quang đắc phần mềm ạ. Nghe đây bạn Quang. Tôi bạn Quang là giám đốc mảng mobile, tức là phụ trách cái phần làm ra cái BOS. Quang trả lời. Em có trả lời. Biết sao nói vậy. Các bạn này là làm về công nghệ và không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, chắc các bạn hơi dè dặt. Thôi hôm nay là rất tổng thật, em cứ nói đúng không? Mình làm thế nào, mình nghĩ nào, mình nói như vậy. Ừ, nhưng khi người đặt câu hỏi tôi định hướng như thế nào đúng
BOS chưa hoàn thiện sẽ phát triển, định hướng phát triển như thế nào? Cái câu hỏi của bạn như vậy thì tôi sẽ đỡ lời cho bạn thêm một chút để cho giá để bạn ấy nói. Thì như nãy mình có chia sẻ ấy, thì là BOS thực ra là đã có cũng nhiều năm để phát triển rồi, và chúng tôi khẳng định là nó là một cái sản phẩm trau chuốt, nhưng nó cũng không thể tránh khỏi những lỗi này lỗi kia. Và có hai cái yếu tố như đã nói dẫn đến là hiện nay mọi người đang nhìn nhận là đây, như bạn nói là chưa hoàn thiện đó. Thì đây hai yếu tố đấy, là một là thực tế là mọi thứ sản phẩm công nghệ thường nó có như vậy, đặc biệt là phần mềm. Hai nữa là BKV có sự quan tâm rất là lớn, cho nên là thường những cái đấy nó sẽ có phần nào đó khuếch đại một chút đấy, bọn mình không nói là không thừa nhận như vậy đó đấy. Thế nhưng Quang có thể chia sẻ về cái làm như thế nào và định hướng như thế nào thì các bạn có thể hiểu thêm. Không biết anh có thể nắm, anh có thể chia sẻ. Thì em cũng tiếp hỏi luôn là tại sao là mình trong lúc chờ tiếp lúc hỏi cho phần mềm đó, thì tại sao mình không sử dụng Android gốc để tính an toàn hơn? Tại vì iOS nó khá là nhiều lỗi, tại sao phải không để cho nó sự hoàn thiện để sử dụng? Vâng, thì em thì tôi thì cũng xin phép được trả lời. Thì đầu tiên ấy, thì là tại sao mà VKV lại quyết định làm cái BOS? Tại sao mà không dùng luôn cái Android gốc? Cái hệ điều hành mà nó đã chạy trên chắc là hàng trăm triệu máy rồi, rất ổn định. Bởi vì nó chạy quá nhiều máy, thế bao nhiêu lỗi thì người ta đã xử lý hết rồi. Thì vẫn là bởi vì là do cái định hướng chung của tập đoàn thôi, thì mình vẫn muốn mang đến cái trải nghiệm theo mình là tốt nhất cho người dùng của mình. VKV thì qua rất nhiều các phân tích của triết lý thì nhận thấy rằng là bản thân cái Android gốc chưa là tốt nhất. Và trong một số cái phát biểu cũng có một câu là mở như Android nhưng mà mượt như iOS, ví dụ như thế. Thì đấy cũng là lý do mà bên mình thì đã tập trung vào làm cái BOS, là cái hệ điều hành trên nền tảng Android. Cái mình vẫn dựa trên Android của Google, nhưng mà mình đưa vào đấy cái giá trị thêm mà mình cho rằng là tốt hơn cho người dùng. Thì cũng như sếp Quảng thì vừa chia sẻ thôi, thì không làm không có lỗi, nhưng làm thì là có lỗi. Và cũng chia sẻ rất thật là công nghệ là như thế. Thì có lỗi thì mình sẽ phải khắc phục. Thì rút kinh nghiệm từ cái con điện thoại Vivo 1 với cái BOS đời đầu, thì như trong buổi ra mắt thì trong phần trình bày của mình đã nhận là nó chưa được mượt mà, hay nói chung là có nhiều cái bất cập. Thế là về cái tư tưởng thì rất tốt, nhưng mà về cái thực hiện thì nó gây ra một số cái lỗi lặt vặt. Thì đấy là cái vấn đề tập trung chủ yếu của mình trong cái phiên bản này, và mình tin rằng hầu hết các người dùng bên phone 2017 đều cảm nhận thấy được đấy. Nói chung là ít lỗi vặt. Những cái vừa rồi được đưa ra thì là cũng là có, nhưng mà nhìn chung thì là còn so với cái BFone 1 thì là vượt bậc. Thì kế hoạch sắp tới của bọn mình ấy thì vẫn là tập trung vào cái việc là thu thập các cái thông tin từ người dùng tự động, hoặc là thu thập thông qua cái mà người dùng báo trên fanpage hoặc các kênh hỗ trợ. Sẽ tiếp tục có những cái cải tiến khắc phục để phục vụ tốt nhất cho cái tập người dùng của bọn mình. Thế mình sẽ chia sẻ. Cũng cho mình nói thêm về cái BOS, thì cũng tiếp về anh Quang. Thì bản thân mình đã trải nghiệm nhiều hệ điều hành, nhiều thiết bị điện thoại và nhiều hệ điều hành, thì mình đánh giá như ý anh nói, đúng là hệ thành Android gốc thì nó không tốt bằng sau khi customize, các hãng customize thì mình đánh giá hệ điều hành mà của do Oppo customize là mình thấy khá tốt và hài lòng, và từng tính năng từng menu. Nhưng mà sau khi mà trải nghiệm, mình cũng có thời gian test Bphone đời đầu và Bphone đời mới thì chưa, nhưng mà mình test cũng một thời gian khá dài, cũng 3-4 tuần vậy. Và sau đó mình cũng có trúng thưởng cho con Bphone, thì mình thực sự và cảm nhận mình đánh giá là cái nói với các bạn là mình thấy cái test cái sử dụng cái tính năng của Bphone BOS nó là còn tốt trải nghiệm hơn so với cái phần của thằng Oppo luôn. Đây cũng là không Oppo phải là Apple. Oppo
Oppo. Chứ không phải là iPhone. Phân biệt iPhone mà là mà Oppo đi. Để cho đỡ nhầm lẫn. Thì thực sự cái không phải ở đây em nói điều đó, và tại do em cũng trải nghiệm em thấy điều đó bất thần. À bởi vì do đấy là vì nó công tư Android. Chỉnh từng cái menu kéo lên kéo xuống thì mình thấy rất là ok tốt người dùng. Và mình cũng có hỏi một vài bạn cũng xài Vphone thì họ cũng đồng ý với cảm nhận đó. Thì cái này là mình chia sẻ rất nhiều với anh em xài Tech, chứ không phải ở đây mình chỉ nói đây, tức là cái điều này mình nói cũng phải 5-7 lần rồi. Với nhiều khác thì mình cảm nhận đây BOS nó mình thấy là nó rất là hài lòng, từng cái system tinh chỉnh hay menu kéo lên xuống nó rất là tốt. Thì cái điều đó mình xin góp ý thêm. Rất là cảm ơn Lê Duy. Tức là như thế này, để mình chia sẻ thêm, tôi chia sẻ thêm là như này. Đúng như tại sao Duy vừa nãy chắc là so với Oppo là bởi vì họ cũng từ Android lên. Đấy, thế thì nó giống nhau là như vậy. Thế thì đúng là thực ra là mọi người nghe, bởi vì bản thân ở đây mọi người cũng không phải là người dùng iPhone. Thế cho nên là mọi người nghe thì đôi khi nó như nãy mình nói là nó đã qua một cái lớp đôi khi là khuếch đại một chút lên. Khuếch đại một chút lên thế thì dẫn đến là nó có một cái suy nghĩ định kiến ở trong đầu. Định kiến là BOS là chưa hoàn thiện, chưa tốt. Quảng cũng không nói là BOS nó không có lỗi. Đặc biệt là Vphone 2015. Thế nhưng nó không tệ đến như là chúng ta vẫn nghe. Thực sự là Quảng là mới chuyển sang bản vẫn dùng Vphone 2015 và chỉ chuyển sang Vphone 2017 này cách đây trên dưới 2 tuần thôi. Chứ ngay tuần dùng hàng ngày luôn. Nó chỉ có một vấn đề lớn nhất, đấy là nó bị nóng. Thế là do cái thiết kế là BKV lúc ấy chưa có kinh nghiệm. Thiết kế cái mạch in là để những cái con chip nó cùng sinh nhiệt, nó để cùng một chỗ, nên là nó cộng nhiệt lên. Đấy, và một số cái lỗi vặt khác thì dần dần nó cũng hết. Đấy, thế thì nhưng đôi khi ra bên ngoài thì nó bị lớn hơn lên. Nó bị lớn hơn lên dẫn đến là mọi người cứ có cái cảm giác như vậy. Còn như bạn Quang có chia sẻ thì Vphone 2017 ấy thì nó thực sự là khác hẳn. Tất nhiên vẫn có một vài cái lỗi này đó giống như là tôi đã chia sẻ vậy. Thì cái đó là liên quan đến lỗi phần cứng hay là gì đó thì nó không tin tức phần mềm. Nhưng mà ý em muốn nói câu là em có từng trải nghiệm rất nhiều điện thoại thể hình. Em thấy Android gốc hay là những cái hãng khác thì nó cái trải nghiệm Android nó không tốt bằng Oppo, mà em đánh giá là cái BOS thằng tốt bằng Oppo mà nó rất ok. Còn những cái bạn mà chửi cho chắc thôi đó, thực sự em nói là bạn đó chưa từng dùng Vphone. Ý của anh Lê Duy là anh khen là BOS rất là tốt. Không, mình hiểu. Nhưng mình cũng biết là đấy là một cái, đấy là cái khó khăn của BKV, và BKV coi như là phải vượt qua đấy. Tức là phải bằng nó hiện hữu hơn để cho nó có niềm tin hơn. Như lúc đầu đã chia sẻ. Dạ, hello. Em Lê Nghị Đường Ai, City New. Cho em hỏi một số câu đấy. Tại vì này kia mọi người nói về giá thì chưa nói thì em chỉ hỏi về cho người dùng, các bộ người dùng thôi. Thì vừa rồi có một số phản hồi về Vphone 2017 là nó bị lỗi cái tên wifi, thì nó tiếp sóng rất là yếu. Thì hiện tại thì là có thông cáo báo chí từ VK.com đưa ra rồi, nhưng mà người dùng họ như họ một câu là thế bây giờ phải cầm cái Vphone nào cho đúng, cầm cái Vphone thế nào cho đúng để bắt sóng tốt. Và thì thông cáo báo chí là lỗi là đúng nhau cách cầm Vphone, thì đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai em muốn hỏi là hiện tại cái Vphone 2017 thì mình còn Vphone 2015 thì mình còn hỗ trợ nó hay không? Còn cập nhật phần mềm mới hay không? Liệu mình có thể cập nhật thì điều hành Android mới cho nó hay không? Và các công tác bảo hành nó như thế nào? Cái thứ ba em muốn hỏi là ở Vphone 2017 có chức năng chống nước. Thì em muốn hỏi là đây là chống nước là theo công nghệ nào? Vì mỗi công nghệ của chống nước thì nó là có cái đồ ngâm dưới nước rồi thì nó sẽ khác nhau. Thì hôm trước anh Quảng là lúc tình hiện thì bảo là nước nó xuống ao như thế thì bảo là nó rất an toàn, nhưng mà đến khi em hỏi tháng bảo là có thể đi cà phê đổ hay nước ở trên mặt mưa rồi thôi, nó sẽ được kiểu đấy. Thì em muốn hỏi rõ hơn công nghệ đó là công nghệ như thế nào. Với thứ ba là anh Quảng còn nói Vphone tầm trung, thì em muốn hỏi là cái tầm trung này nó khác hơn Vphone cần cao cấp như thế nào, nó khác về giá hay là nó có một số thay đổi gì trong công nghệ. Cảm ơn Lê Mỹ. Mình sẽ trả lời như này. Thứ nhất là vấn đề về anten wifi mấy hôm nay đang có cái trao đổi trên các diễn đàn.
Thế thì BKV đã đưa ra cái phản hồi chính thức ở trên website và trên fanpage của Bphone. Thế thì mình có nói đính chính này chút, nãy Lê Mỹ có nói là thông cáo báo chí của BKV nói đấy là do cách dùng. Bọn mình không nói như thế, cách cầm. Bọn mình không nói như thế, bọn mình chỉ là giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề anten. Đấy, cụ thể là máy nào cũng có anten wifi trong máy. Và đã là anten thì nguyên lý hoạt động của nó, mình cứ che nó, ví dụ nó để ở đâu, nó để bất kỳ chỗ nào, nó để chỗ này thì mình che đây thì nó cũng sẽ bị tụt sóng hoặc là mất kết nối hoặc là ngắt kết nối. Thế thì vấn đề là vậy cho nên là mọi hãng ấy, khi sản xuất anten họ sẽ phải lựa chọn những cái vị trí để trong quá trình sử dụng thực tế là không, nó thuộc những vị trí là trong sử dụng thực tế nó không dùng đến nhiều, nó không dùng đến nhiều. Đấy, thế thì BKV cũng vậy. Ngay từ đầu khi đã làm anten thì đều đã phải đặt ra những cái tiêu chuẩn như vậy. Anten nó là một cái thứ rất là phức tạp và đấy là một trong những tiêu chuẩn. Đấy, thì và để làm anten như thế thì BKV đã phải cùng với tức là phải đưa đến các cái phòng lab, không phòng lab của BKV, thì sau đó thì còn phòng lab của đối tác, đây là Qualcomm, để họ đánh giá tất cả những thứ đó và nó đều phải đạt hết thì mới đưa ra thị trường. Thế thì cụ thể cái tình huống như là một số các bạn trên diễn đàn các bạn đưa ấy thì đấy là không phải là tình huống sử dụng thực tế. Đây nói thế là đây đấy, tức là các bạn nói là tình huống chơi game. Thế thì thực ra chơi game thì không ai áp chặt nó vào như này, và mình cũng đã xem các bạn ấy làm cái demo. Thế thì mình thấy là vài cháu nó chụy sáng này, nó lên như này thì chắc chắn không, thứ nhất là cầm như thế này không ai chơi game này, vì đây bọn không ai có thể bấm game, ví dụ cái nút ở dưới này là không thể bấm nổi, hai góc này là không, ngón tay không thể bấm tới, và như này nó chỉ chụp một cái thôi, trong giây lát thôi xong nó lên luôn, chưa đến một giây, mình tính được cứ cho là một giây thôi, thì mình không tin là nó sẽ, mọi người có thể thấy nó không thể ảnh hưởng đến cái hoạt động của máy đấy. Còn mọi người dùng thường đây như thế này thì không hề ảnh hưởng đó. Thế thì đấy cho mình, cho nên là BKV đã trả lời chính thức ở trên là như vậy. Bọn mình chỉ giải thích là thiết kế là sẽ phải vào những cái chỗ không dùng trong thực tế. Thế chứ còn bọn mình không phải hướng dẫn về đấy, vì đấy là chỗ không dùng trong thực tế, thế nên là không cần phải hướng dẫn. Đấy, thứ hai nữa là Bphone 2015 thì có update hay không, thì mình cũng đã có trả lời một lần về cái việc này, là BKV coi BOS là một hệ điều hành trên nền tảng hệ điều hành Android, cũng tương tự như là hệ điều hành Android là một hệ điều hành trên nền tảng hệ điều hành Linux. Đấy, thế cho nên là thực ra là BOS hay là định hướng của BKV ấy, cho Bphone ấy, là không bị phụ thuộc vào quá nhiều vào cái hệ điều hành Android, tức là cứ là Android nâng cấp cái nào thì là BOS cũng phải nâng cấp theo cái đó, không phải, bởi vì nó chỉ là cái nền tảng thôi, còn những giá trị của nó, những giá trị đặc thù của nó thì là nó nằm trong cái phần của BOS. Đấy là vậy thì chừng nào BKV thấy là cái giá trị đấy nó, ví dụ cái hệ điều hành Android mới nó đáp ứng cái việc đấy, nó tốt cho việc đấy thì BKV sẽ cập nhật, còn nếu không thì BKV không cần phải cập nhật. Mà nói như vậy thì BKV vẫn cập nhật cái BOS để cho nó đáp ứng theo đúng cái tiêu chí, nó là một cái hệ điều hành của BKV. Về cái chống nước thì về công nghệ chống nước thì bác anh Thắng sẽ giúp mình. Thế còn ngay thì trong hôm ra mắt thì Quảng cũng đã nói rất là rõ, thậm chí nếu mà người để ý thấy là Quảng nói thật là rõ để tránh hiểu nhầm về BKV, Bphone bao giờ cũng gây tranh cãi rất là lớn, cho nên là Quảng phải nói rõ luôn. Đấy, bởi vì là ngay trước khi ra mắt Bphone đấy thì bọn mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về cái vấn đề chống nước và kháng nước. BKV dùng từ kháng nước và các hãng khác như là Samsung, Apple người ta dùng cái từ là kháng nước. Kháng nước tức là không phải nó ấy một cách tuyệt đối, nhưng mà không bao giờ nước vào cả, không phải. Nó là chống nước thì đang tạm hiểu là như vậy, là tuyệt đối không vào, khí tuyệt đối không bao giờ vào. Đấy, nhưng kháng nước thì là một mức độ nào đó. Thế nhưng để tránh gây tranh cãi, vì biết ngay là BKV chắc chắn là sẽ rất là thu hút sự tranh cãi. Thế cho nên là tuy Bphone chắc chắn đáp ứng các tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia, nhưng BKV vẫn quyết định là không có public cái việc đó. Ví dụ là ngâm nước trong bao nhiêu phút hay là bao nhiêu chiều sâu bao nhiêu, để vì như này cái cách chị có thể chắc cũng đã gặp hoặc là search trên Google thấy ngay,
như là Samsung ví dụ đang gặp vấn đề rất là lớn, là nhiều lúc đọc rất nhiều là cái đợt ra Samsung S7 ấy. Họ nói là kháng nước và tiêu chuẩn IP68. Thế thì nhưng sau đó có rất nhiều cái hàng dùng dưới nước và bị nước vàng. Thế thì cái việc đó nó do rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là có thể khách hàng họ chọc cái SIM này ra, xong là lắp vào nó chưa thật là khít, chưa thật là phẳng phiu, thế là nó có thể bị vào nước, hay là rất nhiều những thứ khác. Và những cái đấy nó thực sự là rất gây tranh cãi. Và đấy cũng là nguyên nhân tại sao các nhà sản xuất như là Apple hay Samsung cụ thể sản xuất smartphone đấy nói là sản phẩm họ có khả năng kháng nước nhưng không ai bảo hành cho cái việc bị vào nước. Đấy là nó rất khó phân định là đấy là do sản phẩm hay là do cái quá trình sử dụng. Đấy, ví dụ đơn giản thế, Samsung là gặp phải cái vấn đề đấy rất lớn vào năm 2016, rất nhiều cái tranh cãi là đấy, khách hàng đang đến bảo hành nhưng cuối cùng không bảo hành và khách hàng đó, kiện này kia các thứ vân vân. Thì lúc đấy cũng không biết là do sản phẩm hay là do khách hàng họ có thể là tháo SIM và ấn vào nó chưa thật kín. Đây nó có xong đấy, nhưng là nó vẫn có thể vào nước và đấy là điểm yếu nhất của tất cả các sản phẩm trong nước. Đấy, thế thì vậy cho nên là BKV có đáp ứng các tiêu chuẩn nhưng BKV không công bố các tiêu chuẩn đấy để tránh tranh cãi về BKV. Samsung còn lấy như thế nữa là BKV dính về đấy thì thôi chắc là khó tồn tại thật. Đấy, mọi người có thể hình dung như thế. Đấy, cho nên là tại sao BKV chỉ nói đúng cái tâm của mình thôi, là hướng nó đến không phải để thi đấu cái việc đấy, không phải là để thử nghiệm cái việc đấy, là thực sự để cho cái sản phẩm này nó flagship trong lòng mình. Đấy, trong lòng mình là flagship. Nó chỉ không flagship ở chỗ là con chip chọn thấp xuống thôi, còn trong lòng của BKV nó là flagship. Thì chống nước là như vậy, tức là anh chị có thể ví dụ đi trời mưa nước nó dội vào như thế này, hay là nó bẩn một chút là anh chị dưới vào nước anh chị rửa nó, hay là mình vô tình mình rơi nó vào trong nước mình nhặt nó lên như một người dùng thường không cố ý cứ ngâm cho nó mấy chục phút xem thế nào đấy, ví dụ thế, hay là vân 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 vân. Thì ok, cái này chắc chắn là ok đấy, quảng nó báo trên sân khấu. Cho dù là lúc đấy là theo kịch bản thì các bạn ấy hơi ấy một chút, nhưng quả vẫn nán lại nói đầy đủ cái câu đấy để tránh gây gọi là tranh cãi. BKV là rất là dễ gây tranh cãi, đấy là tại sao là mọi người thấy như vậy. Đấy thì bây giờ anh Thắng anh sẽ nói thêm về cái công nghệ chống nước như thế nào trong BKV. Thì câu hỏi này thì rất nhiều học viên có hỏi. Thì có thể nói đầu tiên thì với anh Quảng nói thì rõ ràng quan trọng nhất đó là cái định hướng, cái chất lý về cái sản phẩm này. Khi mà BKV thiết kế thì BKV mong muốn nó là cái sản phẩm mà thực sự nói là flagship thực sự. Cho nên là khi mà thiết kế cái cơ khí thì mình cũng là người phụ trách về điện tử, nó cũng là người làm cơ khí rất là sâu. Thì ngồi làm từ đầu là phân tích là phải sản phẩm phải thực sự là chống nước tốt. Mà theo một câu thực sự của mọi người, ví dụ chúng ta dùng nước nó ngồi vàng nước đổ cái cà phê đổ hoặc là vô tình rơi vào một cái chỗ nào đấy và mình dùng mình nhắc nhận ra thì lúc đấy là sẽ phải tính phương án để đảm bảo cái bị nó bắt hoạt động đấy. Thì cho nên là tất cả cái cho dù có thể nói gì là tất cả cái mắt dính trong cái thiết bị này có thể nói là thế là gì, nó đều theo chuẩn 268 cả, tức là từng con dính từng cái. Nhưng mọi người không nói với BKV là 268 giúp đấy, đấy là có thể chia sẻ một chút. Tất cả các dính và cái này có thể là BKV chứng minh được, bởi vì là tất cả các dính mạng dính đều là anh hiểu làm, nhưng mà BKV không hề củng cố cái mà kết quả chống nước của cái này, bởi vì BKV không muốn gây tranh cãi. Các cái mang loa, các cái lỗ mic và những đều là cái mang chống nước anh sở vào, thậm chí cái băng dính của hai cái mặt kính này cũng là anh sở vào đấy. Và tất cả tiêu chuẩn này thì nó có không lắm luôn để dùng thực sự đấy để test đấy, nhưng mà thực sự mà nói là gì là cái đấy thì bổ sung thêm một chút nữa mà mọi người có thể thấy là năm 2015 và 2015 thì Sony còn ra một cái bảng chống nước, và ở phía Trung Quốc thì cái bể bơi Trung Quốc nó lại bể bơi nước muối, cuối cùng Sony phải bắt buộc rút lại cái lời cam kết là về chống nước ở đấy, bởi vì là khi dùng nước muối thì tất cả cổng USB này bây giờ cổng OTG hết ở cổng hot thì nó dẫn điện và lúc đấy là nó chập mạch luôn mà tất cả mạch chết. Đấy, thì thậm chí cái cổng của iPhone 27 này cũng là cổng OTG, cổng mà có thể cho phép là mình cắm rất nhiều thiết bị để mở rộng sau này. Cho nên chính vì thế BKV không thực sự không mong muốn là gì là mang thi đấu giống như kiểu là mang ra những nước ăn giờ một có thể phải vì gì thực sự là ảnh hưởng thiết bị. Nhưng mà rõ ràng trong cái điều kiện của chúng tế ra chẳng hạn như là ơi rồi trời mưa rồi là những cái thứ khác thì nó cực kỳ tốt đấy. Và chính vì thế thì mọi người cứ thực sự nói là tin là gì là đối với phẩm mà như thế này ấy, thì chúng ta sử dụng thực tế nó cũng như tuyệt vời. Thì bổ sung một chút để thể hiện được sâu. Còn một ý nữa của anh ạ.
Ok, mình nói thêm một cái về, tức là để mọi người hiểu thêm là để sao làm sao cái này nó chống nước. Thì nước nó có thể vào qua đâu? Qua cái khép ghép nối giữa kính với lại mặt trước với mặt sau. Thì phải áp dụng vào cái tết dán chống nước, đạt tiêu chuẩn chống nước. Nước nó có thể vào qua cái màng loa ở phía trước này. Thì trong màng loa này thì phải tạo thành một cái hộp kín và cộng với có màng chống nước sử dụng sức căng bề mặt để cho nó không nước khi nhúng vào nước là có sức căng bề mặt cộng với lại cân bằng áp suất là nước nó không vào trong này. Đấy. Hay là trên này có lỗ mic cũng vậy, cũng phải có cái màng chống nước. Camera phải có các cái tết mà chống nước. Hay là phía dưới này các cái khe loa hay là cổng USB cũng phải là loại cổng chống nước. Và tất nhiên là những cái cổng những cái thiết bị này, ví dụ cổng USB chống nước này, nó sẽ có giá đắt hơn nhiều so với lại một cái cổng không chống nước. Nó phải có răng, nó phải có đáp ứng rất là nhiều các cái tiêu chuẩn để chống nước như vậy, và nó phải là những cái loại thiết kế đặc biệt, ví dụ như cái cổng USB này là ví dụ đấy, hay là đấy tất cả các cái, hay là đây khe sim là các nút bấm đấy phải có màng chống nước đấy, hay là khe sim phải có răng chống nước đấy. Nhưng mà nó có nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm nhất là cái khe sim này là trong quá trình dùng, thì thực ra đem ra thi đấu quá trình dùng là nó có thể bị vào nước, có thể không phải là do khách hàng đâu, dùng mấy bữa nó có thể là nói là kia, nếu lúc đầu thì đáp ứng tiêu chuẩn ví dụ ngâm 1 mét vào trong 30 phút là ok, nhưng là sau quá trình dùng thì nó sẽ có thể là không đáp ứng hẳn như vậy nữa. Nhưng để bảo là rửa hay là những cái tiêu chuẩn như Quảng nói nãy thì ok. Đấy là nó rất nhạy cảm là như vậy, là tại sao là BKV không có công bố cái chuẩn nào cả, quyết định phút chót đấy. Thực sự đấy, mọi người có thể thấy ở trên mạng website là đã ghi là IP68, kể cả thế giới động cũng đã ghi như vậy, nhưng sau phút chót là quyết định bỏ không có nữa. Những cái này thì cũng nhờ mọi người là không public cái việc này, không là sau đó lại có thi đấu các thứ thì không biết là vấn đề tranh cãi nó sẽ đến đâu. Thế thì ở đây là trong cái tinh thần nội bộ, như trong cái tinh thần là nói cụ thể và nội bộ như này với mọi người, thì Quảng chia sẻ như thế để mọi người có thể hiểu thêm. Dạ, hôm ra mắt cái gì anh có nói đến AI camera là để làm đẹp. Thì bản thân em là một người rất là thích làm đẹp, thì anh có thể giải thích cho em là AI camera hoạt động như thế nào và nó có khác gì so với những camera đã có mặt trên thị trường không ạ? Mình tin bạn không cần phải dùng chức năng làm đẹp. Đó vậy. Thế thì dạ, ơn anh rất nhiều. Về cái AI camera ấy thì Quảng cũng trên tinh thần chia sẻ rất là dần, thì là Bphone 2017 là sử dụng cái cảm biến, ví dụ như camera sau là dùng cảm biến của Sony IMX298. Cái cảm biến này không phải là một cái cảm biến mới nhất ở trên thị trường đấy, thế nhưng là nhờ có cái công nghệ AI camera của Bphone thì nó mới có thể có cái khả năng như mọi người thấy. Tất nhiên mọi người sẽ trải nghiệm thêm nữa, mình không nói là hiện nay nó là hàng đầu. Đấy, nhưng là nếu không có nó thì chắc chắn là nó chất lượng nó sẽ rất là kém hơn nhiều đấy, nhưng có cái công nghệ đó thì mình nói hơn một chút. Thì mọi người đầu tiên AI là như thế nào đã, chúng ta đã nghe rất nhiều, thế mình là người về công nghệ thì mình có thể nói theo công nghệ là về khía cạnh công nghệ. AI hay trí tuệ thông minh nhân tạo là như thế nào, không nói theo kiểu học thuật nữa, nói nôm na một người có thể dùng dễ hơn. Dạo này tất cả các tập đoàn thế giới đúng là đang phát triển rất tốt bởi nhờ công nghệ AI. Thế thì AI ở đây hiểu là chúng ta biết, chúng ta hàng ngày đây con người chúng ta tiếp xúc với mọi thông tin vân vân, và chúng ta hàng ngày tiếp xúc rất nhiều, đọc rất nhiều, nhìn rất nhiều, cảm nhận rất nhiều, và chúng ta đúc rút ra, tự mỗi người đúc rút ra cái nào đó về vấn đề nào đó. Đấy là khả năng của con người và tạo ra sự hiểu biết. Thế thì bản chất đó là một, nó chỉ đơn giản là một phép thống kê trên một cái số lớn và theo cách của con người, đơn giản nó là thống kê. Nó ngắn gọn về bản chất ấy, Quảng luôn luôn mọi thứ là hướng vào bản chất. Thì về bản chất nó là một phép thống kê, và thống kê dựa vào số lượng lớn hoặc là dựa vào những cái tập mẫu đặc biệt, mà dựa vào trí tuệ của cái người đã tạo ra nó. Đấy, nó khác với thống kê thông thường ở cái chỗ là dựa vào số lượng rất lớn hoặc là dựa vào cái trí tuệ của những cái người tạo ra nó. Đấy, tức là coi như lấy luôn trí tuệ của anh đưa vào trong đấy một phần cộng với số lượng lớn nữa. Đấy, thì nó tạo ra, nó đơn giản, nếu hiểu nôm na đơn giản là một phép thống kê đặc biệt như thế.
Thế thì với AI camera của Bphone đã áp dụng cái công nghệ AI đó thì mọi người hình dung là khi chúng ta rơi một cái mảnh lên chụp, nó sẽ có hai cái rất là quyết định, đó là cái thời gian phơi sáng, cái exposure time, cái phơi sáng và cái ISO. Hai cái điều đó nó quyết định rất lớn đến chất lượng của một cái camera. Đặc biệt là trên smartphone thì nó có nhiều giới hạn so với lại những cái máy ảnh cơ. Thế thì thông thường thì với các cái phần mềm trên camera smartphone ấy, nó sẽ có sẵn cái bộ số để chọn, ví dụ rơi ra đây mức sáng như thế này, nó sẽ chọn trong một cái bảng exposure time bao nhiêu, ISO bao nhiêu, exposure time, ISO, nên nó thấy là sáng này nó chọn ra một cái bộ. Ok, và gần như bạn rơi lên máy ảnh nào cũng rơi như vậy. Nhưng với Bphone thì khác, cũng có điều kiện sáng này, nó còn cộng với nhiều các cái điều kiện khác nữa, nó sẽ ra một cái bộ ISO và exposure time khác, chứ không là chỉ theo cái bộ số kia, để nâng cao cái chất lượng của bức ảnh và nó chọn ra cái bức ảnh tốt hơn, thậm chí là chỉnh ngay cả ISO và exposure time real time trước khi chụp, hay nói cách sau khi khách hàng bấm chụp thì đúng hơn. Đó, thế thì dẫn đến là nó có thể chọn ra những cái bức ảnh tốt hơn. Đấy, và mấy tới bọn mình sẽ đưa những cái cụ thể hơn nữa về cái công nghệ này. Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Với câu trả lời vừa rồi ạ. Cảm ơn. Thế còn Lê Mỹ thì có hỏi một câu nữa là Bphone tầm trung là giá bao nhiêu anh? À, khác thì hiện tại như nào đúng không? Thì cái này thì bọn mình xin phép là sẽ trả lời sau khi sản phẩm nó đã hình thành. Cảm ơn. Cảm ơn các anh chị đã đặt rất là nhiều câu hỏi. Ủa nhưng mà cái việc mà mình cái anh muốn nói là đưa cái Bphone về vị trí ở Việt Nam, tại sao mà không đưa cái Bphone Gold vào thị trường Việt để cho mọi người có thể được vị là vị trí của anh thì cao và họ được cạnh cao cấp hơn thì sao mà không đưa hả? Vâng, cảm ơn. Chắc là nói trong buổi hôm nay thì bạn cũng có thể đã tìm ra câu trả lời và mọi người đây cũng có thể đã tìm ra câu trả lời. Rõ ràng BKV đã đầu tư rất là lớn để làm ra, nói vậy chứ kể cả về nguồn lực, về tài chính các thứ, mà để làm một cái phiên bản như thế là cũng rất là lớn, một cái phiên bản flagship mà cả thế giới cũng đang hướng tới. Thực ra là BKV là cùng làm với thời điểm là như là Samsung hay là một số hãng khác, họ cũng tiếp cận làm với cái con chip 835 như vậy từ lúc là nó mới bắt đầu. Đấy, tức là BKV đã có thể tiếp cận cái việc đấy, cùng làm với họ trong cái lúc đấy. Thế và có thể ra sản phẩm như thế, rất muốn đưa ra chứ. Đấy, nhưng là đấy là cũng thể hiện tại sao Quảng trả lời lúc nãy là lần này BKV là suy nghĩ rất là kỹ, rất là phân tích rất là kỹ, rất là sâu sắc, cũng như là trong cái buổi ra mắt ấy. Thì mình có nói là sau khi đã phân tích rất kỹ thì quyết định là sẽ chỉ ra mắt chính thức là Bphone 2017 thôi. Nhưng tất nhiên vẫn phải đem khoe với mọi người cái Bphone Gold. Để mình làm ra như thế, mình tâm huyết như thế thì tất nhiên là mình vẫn muốn khoe, chứ không thể là không. Thế còn nhưng mọi người cũng biết bản Bphone 2017 này như trong tâm huyết của BKV, nó thực sự là flagship trong lòng của BKV và nó thực sự là hướng tới như thế thật. Nó chỉ là bởi các đánh giá mà BKV chưa có đủ thương hiệu để mọi người nhìn nhận đúng thôi. Đấy, nhưng mọi người đã nói là nó đắt rồi, thế thì Bphone Gold mọi người sẽ còn nói thế nào? Thế thì thôi, tốt nhất là né bớt cái đấy đi. Kể cả cái câu chuyện là tại sao Bphone 2017 lại có cái kiểu dáng lại khác Bphone 1 như vậy. Đấy, cũng là để né bớt những cái thứ tranh cãi đi, có thể nó rất hay, rất đẹp. Nhưng mọi người có thừa nhận hay không, mình chưa phải là người dẫn dắt thị trường. Thì thôi, mình cứ lùi một bước, sau này mình là người dẫn dắt thị trường. Mình đưa ra sáng tạo, lúc đấy mọi người có thể rất hào hứng. Nhưng bây giờ mình đưa ra cái đấy không tốt. Đấy, đấy là tại sao là BKV lần này là có rất nhiều cái lựa chọn người nghe nó hơi kỳ cục như vậy. Nhưng vấn đề hôm nay cũng rất kỳ cục, mọi người thấy đúng không ạ? Nhiều cái rất là kỳ cục, bởi vì chia sẻ rất là cụ thể thì mọi người mới thấy nó rất là kỳ cục. Nhưng là phải suy nghĩ rất nhiều như thế, bởi vì nó là với một cái tầm nhìn nó ít câu chuyện để chia sẻ với mọi người. Đấy thì mình có thể trả lời như thế, chắc là hy vọng thẩm vấn. Vâng, cảm ơn anh Tấn Ba. Đúng, ok, mình hiểu. Câu hỏi là có đơn Dubai không, đúng không? BKV trả lời như thế này là mọi việc làm từ mình cũng như là xuống các đội ngũ bên dưới thì mọi thứ mình định hướng là phải từ thật, phải có thật hết, không có cái nào nói không cả, từ không có sự thật cả. Thế thì cụ thể là như thế này,
là thực ra ngay từ nếu nói thì nó dài lắm, ngay từ khi bắt đầu làm Bphone 2017 là bọn mình có một cái tranh luận trong nội bộ rất là lớn là con đường như thế nào, phải chăng là bây giờ mình sẽ làm ra nước ngoài trước đấy, cho có dễ hơn không đấy. Và lúc đấy thì BKV có một cái đối tác ở Dubai, UAE, họ muốn làm chiếc smartphone cao cấp cho những doanh nhân cao cấp mà nó có cái tính chất bảo mật tất cả thứ vân, yêu cầu phải chip bảo mật tất cả thứ vân. Đấy là BKV đã làm việc với cái đối tác UAE đấy, và lúc đầu là định hướng là sẽ chỉ làm bản đấy thôi và sẽ chỉ là thị trường Dubai thì thành công, sau đó ta quay về nhà ta đấy. Nhưng Quảng thì đã chia sẻ mấy là làm cái nào cũng phân tích đến gốc vấn đề. Nãy Quảng có nói là không có một công ty nào trên thế giới, tập đoàn nào trên thế giới có thể thành công ở gọi là sân khách trước rồi sau đó đi về sân nhà, không có. Mọi người ngẫm xem, không có, tuyệt đối không có luôn. Đó, thế thì thậm chí rất nhiều tập đoàn như là Samsung họ có sự gọi là hỗ trợ của nhà nước, của chính phủ, họ rất là nhiều đấy, chưa nói là đấy, thì họ mới có thể ở đất nước họ thành công sau đó mới ra nước ngoài. Bằng chiếc lý đấy Quảng quyết định là không theo đuổi mãnh liệt cái dự án này nữa, thì con nó là một nhánh thôi, con là một nhánh thôi. Và lúc đấy đây mới là cái cần phải đầu tư nhiều hơn đấy. Và lúc đấy mới quyết định là làm hai phiên bản, và tất nhiên bọn mình vẫn đang làm việc song song với đối tác ở Dubai đấy. Thực ra không muốn nói với mọi người là Dubai đâu, nhưng Thắng này thật thà quá trả lời báo chí có rất là thích, là vì khai thác rất là dễ chứ thực sự là trong nội bộ họp rất nhiều từ trước. Đầu tiên con định nói mọi người, ông Quảng lên sân khấu nói là sẽ thị trường Dubai không, bảo không, đưa ra cái tranh cãi ngay đấy. Thế nhưng ông này ra trả lời thì ông ấy lại buồn miệng ông nói ra đấy, chia sẻ rất rất là thật với mọi người như vậy. Tất nhiên Qualcomm là một tập đoàn lớn và họ cũng rất là phát triển bền vững. BK có AV có sự hợp tác với lại Qualcomm rất là tuyệt vời. Đấy, thế thì cái việc này thì bọn mình xin phép là sẽ không chưa chia sẻ lúc nào nó có kết quả cái đã, chứ còn chia sẻ ngay sau đó chưa thấy kết quả đâu ấy thì lại gây tranh cãi thôi, cho nên là xin phép sẽ chia sẻ sau. Hình quản là cái dự định của cái bạn Bphone Line hay bạn rẻ tiền là trong năm nay hay là không phải rẻ tiền mà tập trung đấy thì trong năm nay hay là năm sau có dự định không? OK, mình trả lời luôn Trường. Tân. Tân. Nhà mình rất giống bạn Trường đấy mà mình. Thế thì dự định là sẽ trong nếu kịp, nếu tốt thì là cuối năm nay, còn nếu không thì sang đầu năm 28. Năm sau, bọn mình cũng chưa thể chốt ngay bây giờ, lúc nào có thì sẽ báo cho mọi người. Bình vọng như thế nào về tỷ lệ lợi nhuận cái điện thoại trong năm 2017, tỷ lệ lợi nhuận của Bphone? Vâng, thì Quảng sẽ chia sẻ như thế này để mọi người có thể thấy ngay nhé, là BKV đầu tư thì riêng phần là tiền thôi, từ năm 2009 đến nay là làm tròn vào cỡ khoảng độ 500 tỷ. Thế thì mọi người sẽ thấy ngay một cái đầu bài ấy là bao nhiêu là sẽ có lãi, 10.000, 100.000 hay 1 triệu Quảng thấy chắc vẫn chưa có lãi, bởi vì cứ chia, mọi người cứ chia trên mỗi một sản phẩm cần lãi bao nhiêu để bù cho cái đầu tư 500 tỷ đấy, thì sẽ thấy ngay là cái đầu bài về lợi nhuận ngay với Bphone 2017 này bọn mình không đặt ra, và vừa nãy mà mình cũng đã chia sẻ là đây là sản phẩm để chinh phục cái đã, chinh phục niềm tin của người Việt Nam cái đã, chưa đặt ra về số lượng. Tất nhiên số lượng lớn bao nhiêu bọn mình quý bấy nhiêu và sẽ đẩy nó lên đến bấy nhiêu, nhưng nó không phải là cái mục đích, nó là một mục đích bền vững để bọn mình có thể làm đơn giản. Tôi đang trực với bác trẻ có hỏi cho một anh đã chia sẻ về cái khả năng thực hiện của BKV, khả năng thực hiện về phần cứng, phần mềm,
như hồi nãy anh cũng có nói với đồng nghiệp của tôi Vinh đó, là cái sản phẩm hiện tại của 2017 cũng chưa thể kiếm được doanh thu lợi nhuận, và từ năm 2009 đến nay là mình đã đốt tiền khoảng 500 tỷ đồng. Thì anh có thể chia sẻ về cái tiềm năng mình chịu đựng bao nhiêu thế hệ B-phone nữa để đạt được cái mức độ doanh thu, kiếm được doanh thu không ạ? Tại vì mình nếu mình cứ chịu đựng hoài như vậy thì không biết cái tiềm lực của BKV là để như thế nào. Cảm ơn. Xin phép luôn được hỏi cho em hỏi. Vào B-phone 2015 xong một thời gian thì có nhiều người tin cho rằng là BKV đang khủng hoảng về tài chính, đầy khó khăn. Thế thì BKV vực dậy bằng cách nào, xoay sở bằng cách nào hay quá để có B-phone 2017. Giả sử B-phone 2017 không đạt được những cái kỳ vọng như mong muốn thì 19-18 sẽ như thế nào? Anh Quảng có hình dung được hay không? Và thầy Quân ngồi bên cạnh hỏi thêm câu, ngồi B-phone tầm trung đều có B-phone 3 hay không? Rất là cảm ơn mọi người. Thực ra thì Quảng cũng nghĩ đây mọi người hỏi thôi, nhưng đây là một sự chia sẻ. Quảng cảm nhận là như vậy, một sự chia sẻ. Quảng có thể cảm nhận thấy rõ cái điều đó. Đấy là mọi người hôm nay mới nghe câu chuyện này thôi đã có thể cảm nhận thấy. Thì thực sự bản thân cá nhân Quảng cũng như là trong anh em anh chị em trong BKV thì nó là một vấn đề lớn hơn thế này. Như B-phone là đã năm nay là 8 năm, rõ ràng mọi người thấy chỉ có bỏ tiền, bỏ tiền ra dùng từ đốt tiền thì nó nghe nó tiêu cực. BKV không bao giờ suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nếu mình nghĩ là mình làm đúng, mình có một cái khát vọng, mình có một cái lý tưởng để mình theo đuổi đủ lớn thì tất cả những thứ đấy nó không phải là vấn đề, chừng nào mình còn có thể. Đấy, thế thì phải chịu tới khi nào? Phải chịu tới khi nào không thể chịu nổi. Thế còn chắc chắn đây là nó không chỉ là cá nhân nữa rồi, nó là cái khát vọng, nó là cái sứ mệnh. Thực sự là Quảng và đây cũng thống nhất với tất cả mọi người trong BKV, cũng chia sẻ rất thật trong nội bộ của ban giám đốc BKV đã có tranh cãi là sự thật. Cũng là những con người cả thôi. Đấy, nhưng mọi người đều thống nhất là đấy là sứ mệnh của mình, đấy là sứ mệnh của mình. Mình cũng có chia sẻ với các bạn, tức là trong BKV ấy thì mọi người đều coi là mình có năng lực thì kiếm tiền thì thể nào mình cũng có. Vấn đề là mình có thể làm hơn thế hay không. Chứ còn bảo là đều là những người thông minh, thực sự là như vậy. Nói về nội bộ chút, vì mình tuyển các bạn đấy từ sinh viên để đào tạo những người thông minh cả, thế thì không cớ nào là cái chuyện gọi là kiếm tiền một cách cơ bản thì sẽ không thể. Thế thì chúng ta có một cái khát vọng, cái sứ mệnh lớn hơn để chúng ta làm. Nếu không thành công các bạn không vấn đề, và mọi người thống nhất không vấn đề, làm đến chừng nào không thể làm được đấy. Cái sứ mệnh đó thì là cái gì, là anh em BKV tự nhận về mình hay là được ai đó giao cái sứ mệnh? Câu hỏi này có lẽ là nhạy cảm nhất đấy. Thế thì Quảng chia sẻ luôn, đây là tự BKV nhận về mình. Tại sao Quảng lại đề dẫn ngay từ đầu, từ lúc là làm phần mềm về phía đội miễn phí cho dân vân, thì ngay từ ngày đấy là Quảng đã coi sứ mệnh của mình là làm những thứ mình nghĩ rằng mình có thể làm tốt và mình muốn người Việt Nam làm tốt là mình làm. Thế và sau đó truyền đến cả tất cả các đội ngũ của BKV. Các anh chị thấy, nếu để ý một cách vô tư, các anh chị có thể thấy là tại sao một cái công ty ở Việt Nam lại có thể làm những thứ như thế. Không, đây thôi cho phép Quảng nói, tự nói về BKV, tự nói về mình một chút. Là mọi người tự đặt ra hỏi là tại sao ở một cái xứ Việt Nam đang gọi là nước đang phát triển có thể lại nảy ra một cái như vậy, có thể làm những thứ như vậy. Thực sự là Quảng rất nhiều điều đó chứ không phải là ngẫu nhiên. Là từ bài bản như thế nào về phương pháp lập luận, về phương pháp luận để làm những cái này, để triết lý và để cái hoài bão, cái thậm chí là đặt ra sứ mệnh để làm, cũng như là tổ chức hệ thống như thế nào để ra. Nó không hề đơn giản làm ra một cái. Thường là những cái này phải là một nước phát triển hàng đầu thế giới luôn thì mới có thể có cái điều đó. Đấy thì nó không hề ngẫu nhiên, nó một cách chắc chắn, một cách bài bản.
một cách chắc chắn bài bản, có công thức, có công thức để làm, và quản rất muốn cái công thức đấy nó có thể truyền tới nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhiều người dân Việt Nam. Đấy, nhưng vấn đề là BKV phải thành công mới đã thì mọi người mới tin. Hôm nay thì có thể phần nào đó anh chị ở đây nghe chia sẻ tin phần nào. Đấy, nhưng chặng đời còn rất dài để mọi người tin, và BKV có thể truyền cái việc đó, truyền đạt cái việc đó, tạo cảm hứng bởi những việc đó để người Việt Nam có thể làm như vậy. Và chắc chắn Việt Nam có, mình tôi tin rằng là Việt Nam có cơ hội để đón cái đỉnh hình sin phát triển sắp tới, thay thế Hàn Quốc hay là Nhật Bản nào đó, vì người Việt Nam không hề tầm thường. Tôi vẫn luôn tin là như vậy, và thực tế tôi đã thấy ở trong BKV như vậy. Đấy thì nó hơi xa ra một chút, thì nó đang nói đến vâng đấy, là tức là thì có ai đứng đằng sau không, là ai giao cho mình cái chứng bệnh hay không. Đấy thì quản trả lời là không ai giao cho mình chứng bệnh đấy cả, BKV tự nhận chứng bệnh đó. Vậy tôi tin là những người có ai đó giao sứ mệnh đó, hoặc là tôi nói thẳng là một doanh nghiệp nhà nước hay như nào đó, thì cái cách làm các anh chị có thể cảm nhận thấy hay không thể, tôi khẳng định luôn, có thể rất nhiều tiền, có thể rất nhiều nguồn lực này kia, không thể làm điều đó, tôi khẳng định điều đấy. Đấy, vậy thì ý muốn nói rằng ấy, là trong một điều kiện như vậy vẫn có thể làm như vậy, thì phải có một cái nào đó đặc biệt hơn, là chỉ là một ai đó giao cho mình hay là cho mình rất nhiều tiền để làm, không thể. Các chị cũng đã thấy ví dụ có nhiều tập đoàn nhà nước Việt Nam đã rất muốn làm, đã rất tâm huyết muốn làm, có đủ tiền, có thừa tiền, xin lỗi tôi nói là tiêu cực chuyện đấy, có rất nhiều tiền để làm, rất muốn làm, và thậm chí nhiệm vụ trách nhiệm của họ là phải làm, nhưng không ra một sản phẩm như thế này. Đấy thì tôi tin là các chị có thể tin cái điều đó không? Bởi vì đúng là tôi có nghe ai đó nói, hay là có ai đó đứng đằng sau giao nhiệm vụ hay cho tiền này kia, tôi tin là những người nhận cái nhiệm vụ kiểu như vậy thì không đủ tâm huyết, không đủ lực, không đủ chất để làm ra sản phẩm như thế này. Tôi tin là như vậy. Nó cần phải một cách rất là khoa học, một cách rất là triết lý bài bản, như bao nhiêu tập đoàn khác trên thế giới đã ra những sản phẩm như thế này. Cảm ơn các anh chị. Dạ cảm ơn các anh chị đã đặt rất là nhiều câu hỏi cho BKV. Không hiểu là có anh chị nào có câu hỏi được không ạ? Có ý thôi. Dạ vâng, có ý được. BKV chia ít tiền để nghiên cứu một cái chương trình xã hội là vì sao BKV lại bị đăng ký thang nhiều chương trình. Vâng. Tôi nói rất đúng á. Các anh nên nghiên cứu đi. Vâng, ý kiến anh chị rất là hay. Bởi vì BKV là thường xuyên đang ấy, là đến những ý gợi ý của anh chị rất là hay. Thậm chí là một nghiên cứu bài bản nó còn tốt hơn. Bây giờ biết là hiện tại là đã đạt được mình đã được đặt được bao hàng bao nhiêu con iPhone 2 rồi, thì ngoài thế giới di động ra thì mình có mở rộng ra bán ở OK, không, cái câu thứ nhất thì rất là hay. Thực ra là BKV cũng muốn chia sẻ cái luôn, vì chắc biết là mọi người cũng muốn hỏi cái câu đấy. Kỳ vọng chẳng hạn như là mấy 3 tháng sau đấy tới thì phải có con với lại. Đấy thì nãy Quảng đã trả lời ấy là với lại ngoài để chinh phục người dùng thì có kết hợp với các nhà mạng, tại vì ngay cái sự kiện đầu tháng vừa rồi thì những thông tin là các nhà mạng không được mời, tức là họ vẫn muốn tham gia sự kiện đó mà họ cũng cảm thấy cũng là không vui, không hài lòng khi có nhiều có Viettel có dự ấy, MobiFone, Vietina cụ thể là hai nhà mạng đó không được tham dự. Cảm ơn. Thế mình xin trả lời là BKV không muốn public cái số lượng là bao nhiêu, bởi vì là như vừa nãy đã chia sẻ của người ấy, nó gây tranh cãi rất nhiều. Bởi vì ở đây mới có điều kiện là để quảng giải bày là chiến lược của BKV như thế nào. Vậy thì cái số lượng đó ấy, nó không phải là cái quyết định. Bây giờ đưa ra số lượng bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít sẽ lại gây tranh cãi rất là lớn, đúng không? Nên là tại sao BKV không tiết lộ. Nhưng vừa nãy lúc đầu thì Quảng có nói ấy, là kỳ vọng không phải là nhiều, nhưng hiện nay nó hơn cái mức kỳ vọng đó. Và đang BKV tại sao là phải tạm chưa, cũng như là thống nhất với lại thế giới di động là tạm chưa nhận thêm các đơn hàng mới đến đầu tháng 9. Đấy thì quản trị có thể chia sẻ thêm như vậy. Rất là cảm ơn các anh các chị. Cảm ơn các anh các chị là đã hôm nay lại đến đây cùng với cả BKV và đã chia sẻ với BKV rất là nhiều những cái tâm huyết của các anh các chị. Và chắc là thời gian cũng không có nhiều thì em xin phép được chương trình hôm nay ở đây. Và sau này thì các anh chị có cái
cái gì có thể chia sẻ hoặc là trao đổi với BKAV thì các anh chị có thể gửi thông tin trực tiếp cho em hoặc là các anh chị ở BKAV ạ. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.